thôi chứ không phải 4 ngày. Sau đó thì mỗi nhân viên chỉ được em nói là em sẽ suy nghĩ thêm về cái vấn đề này và em cầu nguyện Chúa, nói Chúa nếu mà công việc này đẹp ý Chúa thì Chúa cho con xin được nghỉ là 2 ngày Chủ nhật trọn vẹn với lại 2 buổi sáng Chủ nhật. Con xin như vậy thì người ta sẽ đồng ý cho con. Thì em cũng cầu nguyện, sau đó em đến nói chuyện với lại chị nhân sự thì cảm ơn Chúa là người ta rất vui vẻ, rất là đơn giản để đồng ý và cũng nói với em là thiệt luôn, hồi đó giờ là ưu tiên em nhất luôn, chưa ai mà cho nghỉ ngày cuối tuần, nhưng tại vì cái nghề dịch vụ này á là cuối tuần thì sẽ rất là đông khách chứ không có chuyện mà ưu tiên nghỉ vậy được. Và cảm ơn Chúa là Chúa đã cho em cầu nguyện cho công việc và nghỉ được như vậy. Và em thấy là nếu mà bạn nào còn đang vướng những cái vấn đề như là đi làm không có được nghỉ ngày Chủ nhật á, thì cứ trong đức tin cứ công bố và xin Chúa thì Chúa sẽ cho, bởi vì bản thân em đã kinh nghiệm điều đó rất là nhiều lần. Em làm trong nghề dịch vụ và suốt 1 năm em ở Sài Gòn, em làm bất cứ công ty nào thì em cũng được nghỉ ngày Chủ nhật hết. Em cũng xin trước ra điều kiện trước như vậy, dù là lúc em chưa có giỏi nghề hay là lúc em đã thành thợ giỏi rồi thì em xin thì mọi người vẫn đồng ý cho em và tạo điều kiện hết mức cho em hết. Cảm tạ Chúa. Dạ em xin hết ạ. Em làm lớn có tóc hay là gì hả Yến? Dạ em làm về lông mày với lại môi á chị. Cái dịch vụ thì tốt thì ấy. Ngành đó bây giờ rất là chạy đắt hàng. Phụ nữ bây giờ đi làm đẹp nhiều. Anh nhà chị nó làm thẩm mỹ viện, phụ nữ cũng họ đi làm đẹp rất là nhiều. Bạn Tuấn bạn ấy mới thay đổi kênh avatar, mắc cười quá Tuấn ơi. Thế kỷ mấy hôm nay mới thấy Tuấn chào mọi người nha. Thế kỷ hôm nay mới thấy em đấy Tuấn. Em định để thế kỷ sau vào. Em đang có nhiều, em đang xem Galaxy. Em có ra bài sớm nhưng mà thôi để xem sau vào nhóm. Em còn đang đang học làm cái video để đăng đăng lên trang, nhưng mà em làm đang còn sơ sài quá chưa đăng được. Nói chung là có đang đang nhiều vướng mắc mà thôi. Nói vậy. Ui cái sách Galaxy mới nghe mấy câu đầu hay lắm. Sách Galaxy nào là Martin Luther rồi John Wesley rồi nhiều người rất là kiểu giống như là cái viên đá, chắc là chị Hằng biết, giống như kiểu viên đá của David trong cái cuộc cải chánh. Hello. Em để này cho mọi người vui. Chưa hiểu cái gì em nói cái gì luôn á. Cái gì Galaxy, cái gì chị không hiểu luôn. Bây giờ cái trang giảng luận kinh thánh đang có người được đi ăn bánh lăng. Nhưng mà em xem sau để dành. để cái hình của cái cô kia làm chị bật cười luôn, tí sặc nữa. Bạn Hiển bây giờ là đang đi ăn bánh lăng nha các bạn nhá. Còn chúng ta thì em phải ngồi đây nghiêm túc tập vượng, còn có bạn đi nhờn nhơ bên ngoài cẩn thận nhé. Bây giờ cũng biết là đang nặng lắm đấy. Em mới nhóm xong nên thành ra đi thư giãn. Cảm ơn Chúa. Hello Tiên. Đâu rồi, các bạn mở cam lên đi. Em ra tắt cam hết trơn rồi. Em vẫn đang mở cam, gia đình em đi ngủ rồi. Không, thì Tuấn bị ưu tiên, bởi vì Tuấn thì đã ấy nhiều rồi. Các bạn mở cam lên, như mở cam lên. Nhân, Hiển. Em xí bữa nay. Em xí bữa nay, sao xí? Xí với dọn gì? Rồi. Cảm ơn Chúa. Có ai có lời chứng nào không? Tuấn tuần này có lời chứng nào không? Tiên có lời chứng nào không Tiên? Tiên trước đi, ưu tiên phụ nữ trước. Lady first. Lady first. Sao của Tiên không nghe gì nhỉ? Tiên, chị không nghe em nói gì luôn đấy. Thế nào thế?
gần gần thôi, không nghe được. Hay là em chặn cái phone rồi, chặn cái dưới này nè, không nghe được gì luôn ấy. Em xem cái phone nó có bị sao không, hay là tai nghe hay thế nào, hay chặn ở dưới mất rồi, nghe được gì hết. Mọi người đang đua trên đường kìa, mở cam, mở cam, mở đưa xe. Ok. Cẩm. Hello mọi kiểm người. Hello, làm bài kiểm tra chưa Cẩm? Làm rồi. Đòi bài chiều bạn Cẩm vẫn đi làm, cho nên là chưa có ấy được. Cảm ơn Chúa. Thế trong lúc chờ đợi có ai có lời chứng không? Tuấn có lời chứng nào không? Giờ này có việc gì mới không? Something new không? À, em dạo này gọi là lười ghi nhật ký tâm linh để nghĩ. Thật ra là em cũng đang học cái lớp kinh nghiệm Chúa, mà có một cái nhóm chia sẻ, anh em chia sẻ với nhau, và mặc dù cái lớp kinh nghiệm Chúa đây em thấy nó cũng vừa lạ vừa quen, cũng hơi khó, nhưng mà Chúa cũng nhắc nhở qua cái việc mình phải là một thuộc viên trung tín của một hội thánh. Để em nghĩ thêm. Cũng rất là cảm ơn Chúa vì bây giờ sức khỏe của bố cũng ổn rồi, mình có thể là nghĩ nghĩ được hướng khác, có thể thôi. Dạ. Amen. Dạ. Tiên có điều gì làm chứng không? Tiên là mic được chưa? Alo. Được chưa? Nghe tiếng em chưa? Rồi, được rồi, nghe rõ lắm. Điên sẵn sàng luôn. Rõ rồi, đúng không? Ở đấy em la quá chừng luôn, em la. À! Tí la quá chừng mà không thấy tiếng. Em gào thét bên đây luôn đó chị. Bây giờ nghe rồi. Okay. Em thì cảm ơn Chúa là ơn Chúa vẫn luôn dạy đầy trên đời sống của em và cả gia đình. Cảm ơn Chúa là một mùa dịch nhưng mà là phước hạnh. Amen. Amen. Dạ xin hết. Hả? Ngắn thế. Chào chào. Đấy là chào. Tân nói sao không nên lời. Nhiều ra. Giống như kiểu là mình biết rất là nhiều bài hát đấy chị. Ý em là nhiều chào dân nói không nên lời ấy. Nhiều lời chứng quá, giống như là mình thuộc rất nhiều bài hát. Mình thích rất nhiều bài hát, rồi cuối cùng là có người tự nhiên mà mời mình hát một bài mình lại không biết hát bài gì. Cảm ơn Chúa. Bạn Tiên là ở Tây Ninh. Nếu mà các bạn chưa biết Tiên thì Tiên ở Tây Ninh. Em nhớ chị Tiên rồi. Chị Tiên là đến thăm anh Xuyên. Em nghe nhớ. Ủa? Sao nghe anh thế? Xuyên bảo là anh ở trong Chúa Giê-xu. Em nghe lại hết mà. À, Tuấn nghe lại cái bài hôm nọ Tuấn không tham gia, nhưng mà Tuấn nghe lại bài của thanh niên, cho nên Tuấn mới biết là Tiên nói là muốn biết cái chỗ anh Tiên ở. Ghẹo. Em ghẹo người ta xong rồi á, bị người ta chỉnh cho một cặp rồi đó. Thế hả? Ờ. Chị Trần ơi, đúng vậy. Thế này để chị thử nhá. Đừng lo. Em nghe là không trượt bài nào. Anh chưa đấy là anh ấy biết em kìa, nên kia là anh ghê gớm lắm luôn ấy, chứ còn gặp chị là bánh chành luôn á. Ổng thương quá, bỏ chạy luôn rồi. Ổng kêu em á là đừng có nói giỡn như vậy nữa nghe. Rồi, em sợ quá em chạy luôn. Đâu đâu, nói giỡn cái chút xíu là gì đâu. Chạy luôn, bỏ dép chạy luôn. Bởi vậy gặp Tiên hiền rồi, chị là cho lên thớt luôn.
Hy vọng anh không cho xem lại cái video này. Đóng luôn. Mấy bữa dài luôn đó. Thế hả? Không đó. Tiên giận chút xíu thôi mà cũng vui. Để em cắt em gửi đến nhóm. Nguyên trước. Nghe là nhiều cái hay. Mấy bạn khác thì có ai có lời chứng gì không? Lúc nãy các bạn vào xong. Hả? Em làm chứng. Dạ. À, tạ ơn Chúa là em có cầu nguyện là em muốn xin nghỉ trong việc bên công ty nội thất đó, để em tập trung với em học cái môn lập trình cũng là cái lớp môn văn hóa của em đó. Thì lúc đầu tiên cũng cầu nguyện cũng dữ lắm, thì nếu mà nghỉ thì cũng khó, thì mình cũng cần thu nhập chứ. Nhưng mà cái thời điểm mà em nghỉ bữa vừa lấy tiền lương xong luôn là cái em lấy bút tin em nghỉ luôn, em xin nghỉ thẳng luôn. Cái xong rồi cái có cái anh đó là cũng khách quen, cũng kêu để làm đồ cho người ta, làm đánh cái công trình riêng của mình đó. Thì cũng mới vừa nhận được cái công trình đó là cuối tháng thứ 7 này bắt đầu làm. Rồi có một anh Phong cũng là đồng nghiệp cũ, khách sạn Pullman cũ, anh có nhắn tin với em là cái công trình đi làm với ảnh không. Thì cũng tạo ơn Chúa là nếu mà đánh công trình riêng thì anh sẽ chủ động được cái thời gian của em hơn. Mình phải có thời gian để mà em học, để mà em học này học kia kiểu gì đó. Tức là vừa người cũng có thu nhập, người cũng sắp xếp được thời gian học cái này học cái kia, nên cũng tạo ơn Chúa rồi đó. Đó về cái lớp cái môn lập trình của em đang học một cái môn rất là khó, nó rất là khó luôn á, nó rất là nhiều kiến thức luôn. Học thêm mình lớn tuổi rồi mà không bằng mấy cái bạn đi trước, các bạn làm bản trước. Cách đây khoảng mấy ngày thì bên giáo vụ họ có alo, họ nói với em là họ khảo sát đó, thì em có cần học được cái module 1 hay không, tức là em không cần phải đi hỏi người ta nữa, tức là bên trường người ta hỏi luôn. Nếu mà em muốn học thì có thể học lại vào thứ hai tuần sau. Ok, cái em đồng ý luôn. Mà tại anh Chúa là em có thể giống như kiểu là mình vừa được sắp xếp được công việc làm của mình á, vừa lại có công việc học nữa, mình lại được học lại, nó được ôn bài lại nữa, thì quá là vui rồi. Là thì rất là tạ ơn Chúa luôn. Em biết là chắc Chúa có sắp đặt cho em rồi cái quá trình vậy, chứ em nghĩ là nó rất là khó, không cách nào luôn á. Thì giờ em cũng có thời gian để mà em học môn lập trình lại rồi, với lại tham gia lại lớp môn hóa đó, rất là mừng. Dạ vậy thôi, làm tiếng vậy thôi. Amen. Để vậy là bây giờ nhận công trình riêng làm, còn không có làm cho công ty cũ nữa hả Hiền? À quên Hiền. Dạ. Yeah. Yeah. Bởi vì nếu mà làm như làm công ty thì mình phải theo giờ công ty là giờ hành chính vậy thôi, mình sẽ bị cái thời gian á, mình không có chủ động được á. Còn nếu mình công trình riêng thì có thể mình sắp xếp được, có thể sắp xếp được. Ok. Dạ. Đúng rồi. Nếu mà bạn nào mà có ao ước hầu việc Chúa thì xin Chúa. Có cứ mua nhiều nhiều đi. Bạn Hiền bạn đang suggest là mua quà, mua nhiều nhiều gửi cho Sài Gòn đi. Nếu mà bạn nào mà có ao ước hầu việc Chúa thì xin Chúa ban cho cái công việc chủ động thời gian. Học lời Chúa thêm. Trước hết là trước khi mà phục vụ Chúa, học về Chúa thì các bạn phải học lời Chúa đã. Thì phải có thời gian học lời Chúa. Đôi khi kể cả đi học trường Kinh Thánh hoặc là ở nhà nghiên cứu lời Chúa theo một cái giáo trình nào đó, hoặc cái kênh nào đó, ví dụ như vậy. Giờ trên mạng rất là nhiều. Hoặc là theo học những cái chương trình nào đó. Trước hết là mình muốn học về Chúa thì mình phải học lời Chúa. Nhưng mà học lời Chúa thì phải có thời gian. Nhưng nếu mà bạn nào mà muốn phục vụ Chúa thì phải xin Chúa ban cho cái công việc nào đó mà nó linh động thì các bạn có thể nghỉ được và học. Còn nếu như mà mình bị bắt buộc thì mình không thể, khó, rất là khó. Nhưng mà ví dụ như là của Chúa cũng mở đường, ví dụ như Hiển, không phải Hiển, cứ sao cứ nhầm thằng Hiển này hoài ấy ta. Ví dụ như Cẩm. Hiển ơi, ăn chè thế nào mà nó ảnh hưởng đến dịch quá. Ví dụ như Cẩm. Ví dụ như bạn Cẩm chẳng hạn đang đi làm nhưng mà vẫn học được. Vẫn học được. Cảm ơn Chúa là Chúa mở đường rất là kỳ lạ. Học bình thường, tối buổi nào cũng học bình thường. Cho nên là
Xuống làm lạ lùng lắm, thì không hiểu được. Thì cũng có những cái công việc như vậy, nhưng mà hiếm cái công việc mà có thể học được như vậy, hiếm. Nhưng mà thường là có cái công việc nào đó bán thời gian, hoặc là cái công việc nào đó mà linh động thời gian. Tại anh Hiển nó cứ nói là, chị ơi nước mía gì cái tan chảy trong miệng rồi, cho nên là mình đọc tin nhắn liên tục rồi mình lộn tên của nó rồi. À, ăn bánh lăng cảm ơn Chúa. Mắc cười quá. À, cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chúng ta có những cái điều mà chúng ta ao ước, amen, cái gì mà chúng ta cần. À, chúng ta có Chúa, cho nên là những cái khó khăn của chúng ta cũng dâng lên cho Chúa. Thì nhớ ngày xưa khi mà chị, lúc mà chị bỏ làm á, bắt đầu đi học trường Kinh Thánh thì cũng khó khăn lắm, hồi đầu tài chính rất là khó khăn, nhưng mà sau đó thì quyết đi học trường Kinh Thánh để mà đức tin luôn. À, không có tiền luôn, không có tiền, cho nên là hai năm, năm nào ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng cầu xin Chúa. Cái cô hiệu trưởng của trường, cái cô gọi là cái cô quản lý của trường, cô ngày nào thế nào tiền thì mình, tiền ở đâu ra, mình chỉ có cầu. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa cấp cho đủ hai năm đó. Chúa dùng người này người kia. Có những người mà mình cũng không quen, có những người mà mình biết họ thì họ support cho mình, họ giúp đỡ cho mình. Sau đó đi về thì Chúa ban cho cái công việc vừa học vừa làm như vậy. Dạy Anh văn rồi thông dịch. Rồi ngày xưa chị chưa có buôn bán gì hết á. Tại vì chị cũng như là gần đây ấy, thì Chúa bắt đầu mới cho chị có cái khả năng buôn bán. Từ nhỏ là chị không biết tại sao nữa, nhưng mà mẹ cứ kêu là buôn bán, tại vì gia đình mẹ cũng có cái khả năng buôn bán rất là khá. Nhưng mà thời gian mấy năm gần đây và giống như là làm thêm á. Trước đây chị không nghĩ rằng chị có cái khả năng có thể buôn bán được cái gì cả, vì mình rất là kém trong cái việc buôn bán cái gì đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì giống như là bây giờ mình kinh doanh cái gì đó, mấy năm gần đây, 4-5 năm gần đây thì Chúa cho kinh doanh, thì Chúa cho cái, Chúa dạy cho cái cách làm việc á, rất là thì có thể có những cái thu nhập thêm, phụ thêm, rồi những cái công việc khác, ví dụ như dạy học hay là chỉ làm việc cho một số công ty đó, thì Chúa cũng chu cấp cho cái công việc để mình có thể, mình không phải quá chú trọng vào tiền để mình có thể hầu vì Chúa được. Cho nên là cảm ơn Chúa vì điều đó, Chúa sẵn sàng. Cho nên là nếu như chúng ta ao ước hầu vì Chúa thì chúng ta cũng phải trả giá thời gian đầu tiên đấy, trả giá ấy, chứ không ai không trả giá cả. Có những thời điểm mà chị quá mệt mỏi vì tài chính không quá kẻ, quá là thiếu thốn khó khăn, cái lúc đó chị còn phải giúp đỡ em gái đang đi học nữa. Vừa em cũng vừa học vừa làm và mình cũng giúp đỡ em nữa, hai chị em. Mẹ lúc đó mẹ chưa tin Chúa, mẹ cũng không tiếp trợ tiền luôn. Mặc dù mẹ rất là dư dật, nhưng mà lúc đó mẹ chưa tin Chúa, mẹ không có tiếp trợ tiền. Có nghĩa là để cho chúng mày tự bơi trong Sài Gòn luôn. Lúc đấy rất khó khăn, nhưng mà cảm ơn Chúa thì cứ từng bước một Chúa mở đường. Chúa bắt đầu mở đường cho em. Mẹ anh học, bắt đầu học ngôn ngữ, học tiếng Hàn, chị cũng học tiếng Hàn. Rồi bắt đầu có thể thông dịch, đi tour, đi với người ta ấy, đi với các đoàn Hàn Quốc ấy. Thực ra có rất nhiều chỗ họ mời mình làm việc chọn thời gian, nhưng mà mình đã chọn cái con đường của Chúa rồi thì mình không có chọn thời gian, mình không đồng ý. Chứ còn cái khả năng tiếng Anh của mình là rất là khá, và mình có thể là thông dịch hoặc là trong những cái trung tâm rất là dễ thôi, nhưng mà mình đã chọn cái con đường của Chúa rồi. Nếu mà mình đã nhúng chân vào đấy rồi mình không làm được. Mình đã nhúng chân vào đó rồi mình phải kết ước với cái thời gian với họ, mình đâu có thể nào đi học việc Chúa được. Mình đâu có thể nào mà mình theo cái sự kêu gọi của Chúa được, mình phải theo cái sự sắp đặt của lãnh đạo, của sếp, của những người đó. Thế nhưng mà sau đó thì Chúa cũng đã chu cấp cho mình có những cái công việc bán thời gian để mình thu nhập. Tức như bây giờ chị vẫn bán hàng ấy, chị vẫn bán hàng, mặc dù rất bận nhưng mà chị vẫn bán mỹ phẩm. Mình bán mỹ phẩm, cảm ơn Chúa. Hôm nay bật bù đầu từ sáng đến trưa luôn, tại vì là khách hàng họ đặt mỹ phẩm phải lấy từ trên công ty về mới đủ, thiếu hàng. Xong rồi bắt đầu lại giao cho khách hàng, rồi bắt đầu người ta chuyển tiền cho mình, rồi theo dõi tiền, theo dõi nhiều, nó nhiều việc lắm. Nhìn như thế nhưng mà bán hàng rất là vất vả. Tí chút xíu đủ các thứ, các công việc khác nhau. Theo dõi xem người ta đến nhận hàng chưa, người ta mang đến nơi chưa.
sợ người ta lấy mất, tại vì một cái thùng mỹ phẩm nó cả trăm, cả mấy chục triệu, mấy triệu luôn, ít nhất không phải mấy triệu, như hôm nay là mấy triệu, 5-6 triệu luôn, sợ người ta bùng mất, Grab nó bay mất thì thôi, cho nên cứ phải theo dõi liên tục. Thì đấy, giống như vậy. Thì sau đó là giống như này, nó cứ mỗi một thứ một tí, công việc nó thực ra nó rất là nhiều, cho nên là thực ra chị không có mấy khi quảng cáo cả, thấy trên mạng lâu lắm thì mới quảng cáo một lần. Nhưng mà vì mình biết là cái đấy là mình coi nhẹ thôi, mình đặt cái nhẹ thôi, bởi vì nếu mà mình đặt nặng cái đó thì các bạn biết là cuốn vô đó. Là có những cái buổi mà trong cái tuần rồi ấy, không cầu nguyện được, mọi thứ tâm linh của mình nó cũng đi xuống này. Rồi công việc của Chúa ấy, thấy bắt đầu lớp nó cũng đi xuống luôn. Tại vì khi mình là cái người mà chịu trách nhiệm mà mình không có cầu nguyện á, bản thân mình không có cầu nguyện, nó không có cầu nguyện cho những người khác á, thì mọi thứ nó cứ đi xuống á. Mấy hôm nó bận như vậy, không có cầu nguyện được nhiều, không có tương giao với Chúa, không có có tập trung được vào cái sự cầu nguyện, bận quá chừng luôn, thì nó như vậy đó. Thì đấy, thì các bạn phải thấy không, các bạn mình phải hy sinh cái gì đó, không bao giờ là không có sự hy sinh cả, đi với Chúa luôn luôn phải hy sinh, đúng không? Hy sinh nhiều lắm, cho nên rằng là nhưng mà cái giá cái sự đền đáp của Chúa lại dư dật lắm, xứng đáng. Amen. Xứng đáng dư dật luôn, cho nên là không sao, không có mệt mỏi đâu. Thì mình lại coi như mình lại để cho cái những cái đó nó nhẹ xuống bớt, để mình bắt đầu chú trọng vào cái điều mà Chú kêu gọi mình, cái đấy làm phụ chút, lâu lâu làm chút thì kiểu vậy. Giống như là có người đặt hàng 2-3 hôm, 4-5 hôm mới giao, kiểu vậy. Có những người cả tuần lễ đầu mới giao thì cứ từ từ thế thôi. Nhưng mà mình gấp quá thì mình cứ liên tục thì mình đâu có thời gian làm gì các bạn, phải không ạ? Cho nên là các bạn nếu mà ai, amen, hiện nay là ai theo ta phải liều mình bác thập giá theo ta, amen, đúng rồi đấy, Chú nói như vậy. Cho nên nếu mà các bạn có sự kêu gọi của Chúa ấy, thì hãy kinh nghiệm từng bước một, Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Đừng lo, amen, đừng lo là các bạn không có tiền. Chị thấy chị hầu việc Chúa còn trả cho chị hậu hĩnh hơn cả những người khác, hơn cả những người đi làm rất là nhiều luôn. Chúa cho mình hơn cả những người đi làm rất là nhiều. Những cái công việc kinh doanh của mình, những cái của mình làm gọi là phụ thôi, nhưng mà sự chúc phước của Chúa rất là dư dật. Cho nên là các bạn đừng lo, là nếu mà các bạn hợp với Chúa, các bạn đừng lo là Chúa sẽ bạc đãi mình. Mình Chúa chỉ thử thách thời gian đầu thôi, sau đó thì Chúa sẽ giúp đỡ cho mình. Nếu các bạn trải qua được cái sự thử thách thì các bạn sẽ bước vào một cái khung thời gian mới. Chúa sẽ ban cho các bạn, ban phước cho các bạn trong tài chính các bạn. Thực ra chị bây giờ chị cũng không bị lo về tài chính nhiều đâu. Đôi khi nó cũng vẫn có những sự lo âu, nhưng mà chị không bị lo nhiều. Chúa cho mua nhà. Chị là người hầu việc Chúa, thực ra chị đâu có tiền nhiều đâu, nhưng mà thế mà Chúa vẫn cho mua nhà ở Sài Gòn. Gia đình chị vào đây, mẹ chị cũng có nhà ở Sài Gòn, mua nhà ở Đồng Nai. Cho nên là oanh nhà chị nó mua đất, bây giờ nó chuẩn bị mua thêm một cái đất nữa. Tại vì nó không hầu việc Chúa cho nên nó nhiều tiền đâu, toàn đi mua đất thôi à. Còn mình thì đâu có tiền mua đất gì đâu. Mua được cái nhà ông chật vật xong hai chị em phải trả tiền chật vật luôn. Nhưng mà chật vật nhưng mà Chúa vẫn cho có nhà. Và chị thấy rằng là Chúa đâu có bạc đãi mình đâu hả các bạn. Thường là người hầu việc Chúa, như các bạn thấy là chị toàn hầu việc Chúa thôi chứ chị đâu có làm gì đâu. Đâu có dạy thêm, đâu có gì kiếm tiền, phải không? Chỉ có mỗi bán mỹ phẩm năm thì mới họa mới đăng một lần quảng cáo kiểu vậy. Chứ không phải ngày nào ông bán giống như người ta 24/24. Nhưng mà Chúa vẫn chúc phước, cho nên là chúng ta đừng có tính với Chúa. Amen. Chúng ta hãy tin vào tấm lòng nhân từ của Cha Thiên Đàng. Chỉ tin như thế. Các bạn, những người nào mà đang được Chúa kêu gọi á, được chuẩn bị bước vào chức vụ á, thì các bạn hãy tin vào tấm lòng của Cha Thiên Đàng. Chúa nhân từ lắm. Chúa không để cho chúng ta thiếu đói kém cái gì đâu. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải trải qua sự thử thách. Trải qua thử thách đã. Khi mà các bạn đã trải qua được cái tài chính á, chị nghĩ rằng, không biết là các bạn, theo các bạn thì các bạn thấy cái điều gì khó khăn nhất trong việc bảo vệ Chúa, nhưng mà chị thấy rằng là tài chính là điều khó khăn nhất luôn á. Tài chính á, chính là tài chính. Nếu không vì tài chính thì mọi thứ khác nó có vẻ rất là ổn thỏa. Nhưng mà đối với chị thì thấy tài chính là khó nhất. Tuấn, đúng không Tuấn?
có bạn nào thấy thấy cái gì mà nó khó hơn tài chính không ạ? Nó là một cái rào cản mà cái một cái giống như là một cái tên khổng lồ mà mình phải phải chiến thắng ấy. Có bạn nào thấy cái gì khác không? Theo chị thì chị thấy 100 người thì có 99 người hầu về Chúa nói là tài chính là một cái lĩnh vực mà khó để vượt qua nhất. Tuấn, xin mời. Em thấy như là có một cái quan niệm chung của mọi người đó, những người hầu về Chúa là nghèo, không có tiền. Thế là em thấy quan niệm chung là như vậy. Đấy. À, với cả nếu mà nói về tài chính ấy, thì em nghe chị Hà nói như vậy thì nói chung đối với em thì em cũng không gọi là quá gặp quá nhiều khó khăn. Và nó khó khăn được cái việc mà mình chọn cái con đường này ấy, thì mình sẽ phải bớt đi cái việc mà cày cuốc. Sau này thì mình sẽ nhưng mà mình sẽ vẫn chấp nhận cái điều đấy. Mình sẽ vẫn chấp nhận cái điều đấy, nhưng mà bớt như vậy em muốn nói một cái ý này ấy. Và em muốn nói một cái ý này ấy. Tức là thế nào, nên hy vọng là không làm mọi người buồn hay là có cái điều gì nó kiếm lễ, nhưng mà tất nhiên là mình hầu việc Chúa thì em thấy là mình hầu việc Chúa thì như một sư tứ nói là hầu việc, phần thưởng của người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa. Và vâng, tất nhiên là Chúa quyền năng, mình không phải bàn cãi gì cái vấn đề Chúa quyền năng. Chúa là đấng tiếp trợ, Chúa là đấng toàn năng, cái điều đấy mình không phải bàn cãi. Một cái kinh thánh nói thì mình không phải bàn cãi làm gì cả. Nhưng mà cái thực tế mà em trải nghiệm ấy, thì em không phải là gặp khó khăn về tài chính ấy, nhưng mà em có nghĩa là em thấy ấy, không phải tất cả. Em có nghĩ là nó chỉ có cái quyền lực đối với cái người ngoại, nhưng mà đối với em đã thấy cái đồng tiền ấy là nó có cái, nhiều khi em thấy nó ảnh hưởng còn hơn là cả những cái điều thuộc linh. Ừ. Chính là em nói có gì sai mọi người không cài, em thấy thật sự là Chúa quyền năng, nhưng mà đôi khi mình lại không thấy quyền năng của Chúa, nhưng mà mình thấy cái quyền lực đồng tiền rất là rõ. Ừ. Bất kể là người ngoại hay là luôn ấy. Chính như mà chị Hằng nói thì em và cái nếu mà có một người như cái chặng đường như chị Hằng mà mua được nhà, nãy em lại hỏi đúng không, chị lượm tiền ở đâu? Nhưng mà ấy, khi của em muốn nói ở đây là những cái người mà hy sinh được như vậy thì em thấy là cũng nói thật là đúng là rất là đáng khâm phục, thật sự rất đáng khâm phục. Bởi vì cái mảnh đất thứ ba là những người mà lo lắng về đời này là cái gai góc mà nó không có kết quả được. Nó rất là khó về nên là về tài chính nhé. Nhưng mà em cũng nghĩ như chị Hằng rất là đúng, bởi vì chính chị là cái đời sống chứng minh luôn là Chúa sẽ thử thách, sẽ có những khó khăn, nhưng mà Chúa sẽ không có bạc đãi mình. Nhưng mà em nghĩ như thế này là những người mà đã bước chân đi hầu việc Chúa, có thể là nó có cái phần trăm đấy, hầu việc Chúa 80 làm 20 như chị Hằng là làm sơ còn tập trung gần hết vào hầu việc Chúa, thì mình sẽ bị tâm lý, sẽ phải chuẩn bị tâm lý về cái điều mà mình chấp nhận tâm lý để có người khinh mình đấy. Nhưng mà mình không có phải là cái người lười, mình không có phải là cái người mà ỷ lại, mình chấp nhận cái điều đấy và chối biết cái điều đấy. Nghĩa là mình phải chuẩn bị tâm lý, nếu không chuẩn bị tâm lý về này rất là dễ bị tổn thương, rất là dễ bị tổn thương bởi thậm chí bởi người trong Chúa ấy. Đấy là rất là cầu chúc cho anh chị em là đầu tiên nên như là từ cho phải thịnh vượng về mặt thuộc linh ấy. Còn về cái mặt thuộc thể trước hết tìm kiếm Chúa, mặc dù tất nhiên cũng có phải là cứ phải giàu phải đấy, nhưng mà theo em, cá nhân em nghĩ thì cái tâm linh phải hanh thông, phải bình an, phải ngọt ngào với Chúa cái đã. Cái mặt kia rồi
mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Cũng rất là cầu ước cho anh chị em mình là tất cả đều được thịnh vượng về cả linh hồn, về cả thể xác là đẹp. Hay là thậm chí có cái mục, có mục sư từng nói với em thế này này, không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà chắc là em để ngỏ cái câu này thì em nói hơi nhiều. Thế em nói mục sư còn nói với em là nếu bạn không có tiền ấy, bố mẹ bạn sẽ không tin Chúa. Biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà em thấy là rất là cầu ước cho tất cả những người có tấm lòng với Chúa, bước đi với Chúa, hầu việc Chúa, thậm chí những người tin Chúa thôi, được thối thạnh về cái mặt đấy. Dạ. Đấy, xin Chúa ban phước lên mọi người, lên chị Hằng. Đúng rồi. Em thấy thực ra là chị tin rằng là nếu như mà mục sư á, nếu mà là mục sư của Hội Thánh thì các bạn mới nên hầu việc Chúa chọn thời gian 100%. Là khi mà Hội Thánh đông rồi á, còn nếu mà Hội Thánh vẫn còn ít, ví dụ như 5-7 người, 10 người Hội Thánh mới á, thì bạn vẫn là mục sư, vẫn phải làm việc để chu cấp cho vợ con, tại vì cái bầy nó còn cho quá nhỏ thì nó không có thể nuôi được. Ví dụ như có thể là ở quê hay gì đó thì đôi khi Hội Thánh dâng hiến 200-300 ngàn một tháng thì mục sư còn không có đủ tiền để đổ xăng, thì lấy đâu ra có tiền để mà nuôi vợ con. Cho nên nếu như Hội Thánh còn nhỏ, ở một cái tầm khoảng dưới 20 người mà mục sư không quá bận rộn vào công việc, thì nên làm một cái công việc làm thêm để hầu Chúa, vừa nuôi chu cấp cho gia đình. Bởi vì cái Kinh Thánh nói rõ ràng cái người mà không chu cấp cho gia đình còn xấu hơn cả người ngoại. Cho nên là nếu như để con cái của mình không có rơi vào những cái tình trạng quá khốn đốn về tài chính đó, thì mục sư phải nên thực tế. Kể cả sứ đồ Phaolô, ông cũng may trải để đáp ứng cái nhu cầu cần dùng cho bản thân ông, cũng như cả những cái anh em đồng công với mình, giúp đỡ cho những người đồng công với mình. Cho nên là chị nghĩ rằng phải thực tế. Có nhiều người mục sư họ không thực tế, nhiều người hầu việc Chúa họ không thực tế. Vì như kể cả nhiều bạn thanh niên cũng thế, thiếu cái thực tế đó. Là các bạn ý, dĩ nhiên rằng sẽ có cái thời gian giống như chị nói rằng là dĩ nhiên nếu Chúa kêu gọi đi học trường Kinh Thánh chẳng hạn, thì cái thời gian đó đâu có làm gì đâu hả các bạn. Thì vẫn phải, thì chắc chắn lúc đó phải tin cậy Chúa rồi, đúng không hả các bạn? Tin cậy Chúa cho sự chu cấp rồi. Giống như cái thời gian mà chị đi học đó, thì chị thấy rõ ràng có những cái thời gian như thế. Chúa thử thách như vậy thì vậy thôi. Nhưng mà thực chất ra là nên đi làm, vừa làm vừa hầu Chúa. Kể cả người hầu Chúa cũng cần phải đi làm, cần phải làm công việc gì đó ít thôi nhưng mà Chúa sẽ chúc phước. Vừa phải thôi nhưng mà Chúa sẽ chúc phước, để vừa hầu với Chúa vừa có tài chính. Chứ đừng nên là thuộc linh quá. Chỉ thấy những người mà không làm việc rất lười biếng. Những người kể cả mục sư, chỉ nói thẳng luôn, nhiều người hầu với Chúa rất lười biếng, không làm gì cả. Cho nên là nó cứ bị đì lại, và gia đình thì thiếu thốn khó khăn. Không nên như thế. Nên chăm chỉ có một cái nghề nào đó làm thêm. Bên cạnh đó bầy nó không quá lớn thì chúng ta đâu có chăm sóc gì nhiều đâu, đúng không ạ? Chúng ta dành thời gian học lời Chúa, với lại nghiên cứu lời Chúa, rồi bắt đầu giảng dạy, rồi thăm viếng dạy đạo các thứ trong tuần, không còn quá nhiều thì vẫn có thể có thời gian để làm thêm cái gì đó để phụ cấp cho gia đình, để con cái không bị rơi vào cái cảnh quá túng lại. Và chị tin rằng qua những cái công việc chịu khó đó thì Chúa chắc chắn sẽ chúc phước. Nhưng mà bây giờ có nghĩa là chúng ta cần phải cân bằng, đúng không ạ? Chúa nhắc cho chị mấy hôm trước là cần phải cân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể. Có những người thì lại quá thiếu cân bằng, là các mục sư ấy, hay là những người hầu với Chúa ấy, lại quá thiếu cân bằng khi mà đã bắt đầu làm rồi á. Thì bắt đầu là gì? Là làm đến nỗi là không có làm cái gì khác cả. Có nghĩa là đã làm đó thì không làm được công việc Chúa luôn. Có nghĩa là không thấy cái kết quả trong công việc Chúa, là coi cái công việc đó lần đó là chính luôn. Cứ lao vào đó để kiếm tiền, lao vào đó để đạt được cái kết quả cao nhất, tốt nhất, nhiều tiền nhất, ví dụ như vậy, thành công nhất. Chúng ta phải chấp nhận là gì ạ? Thành công giống như bạn ấy, vừa một mức vừa phải thôi. Cái người hầu việc Chúa là phải chấp nhận chỉ để đủ ăn đủ mặc cho gia đình của chúng ta thôi, và hầu việc Chúa, chứ không phải là đeo đuổi cái đó. Thì có nhiều người hầu việc Chúa, chị lại thấy có rớt vào cái tình trạng đó là không cân bằng. Đó là có làm thêm nhưng mà sau đó thì bị rớt vào cái tình trạng đó là gì? Làm nhiều quá đến lúc vào chức vụ thì sao? Công việc cho tâm trí toàn tiền thôi thì chức vụ không có thể phát triển. Hội Thánh không phát triển, tín đồ rất là không phát triển gì cả. Họ, đời sống của họ bị đưng hết bởi vì không có chăm sóc, không có lời Chúa, cho nên đời sống của họ nó chả có cái gì. Từ mới năm này qua năm khác, càng ngày qua ngày khác, nó cứ như thế thôi. Không có người hầu về Chúa mới được tạo ra từ Hội Thánh.
Thế không có những cái người được dấy lên, không có những người mới tin đạo, không có những người được dấy lên để phục vụ Chúa qua năm này qua năm khác, hết năm này qua năm khác, nhiều năm như vậy. Bởi vì cái người lãnh đạo đó là khi mà đã bắt đầu làm vào là kinh doanh hay là làm việc công việc nào đó thì cứ chú trọng vào đó thôi, không có cân bằng. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải học cách cân bằng ở trong cuộc sống này. Những người hầu việc Chúa là phải cân bằng. Những người được kêu gọi hầu việc Chúa là các bạn thanh niên phải cân bằng giữa việc làm việc cũng như việc hầu việc Chúa. Mình chấp nhận rằng là ví dụ như là nếu như ngày hôm nay tôi bỏ 10 tiếng vào trong cái công việc này thì công việc này tôi sẽ rất là giàu, kiếm gấp 3 lần tiền, nhưng mà tôi sẽ chấp nhận là gì, tôi chỉ kiếm một lần tiền để đủ cho gia đình tôi sinh sống thôi, để tôi có thể hầu việc Chúa thôi. Nhưng mà tôi sẽ bớt 2 phần thời gian lại để dành cho Chúa và dành cho công việc của Chúa. Và đôi khi dành cho cả gia đình nữa, đôi khi gia đình cũng mà thiếu cái sự quan tâm. Amen. Thì cho nên là các bạn, có nghĩa là chúng ta học cái sự cân bằng. Amen không ạ? À? Các bạn thấy sao? Các bạn đồng ý không ạ? À? Có ý kiến gì không? Hello Timothy. Tuấn có ý kiến à? Tuấn thấy Tuấn giơ tay. Vâng. Em nghe chị Hằng nói, em lại xin phép chị Hằng mọi người, em muốn kể một cái câu chuyện nó cũng liên quan đến hầu việc Chúa và việc làm ấy. Thì thường thì mọi người nghĩ là hầu việc Chúa ăn là hầu việc thờ ấy, nhưng mà thật ra là em cũng không nghĩ là như vậy. Em khá là tâm đắc với cái bài thái độ làm việc theo kinh thánh của mục sư David Paulson ấy, thì có nghĩa là sư cũng nói rằng là hầu việc nghĩa là kể cả mình đi làm công việc ngoài đời ấy, mình dâng lên cho Chúa, mình làm mình vinh hiển của Chúa thì đấy cũng là hầu việc Chúa ấy. Thì em nghĩ là tùy cái sự kêu gọi ấy, ví dụ như là chẳng hạn như giống Daniel ông ấy làm trong chính phủ thì ông ấy là một người quá là kiệt xuất, không thể tìm ra một lỗi nào ngoài ra cái việc mới cầu nguyện cả, gọi là quá quá kinh khủng luôn đấy. Mà những cái người ví dụ chẳng hạn như là đang là sinh viên thì cái việc mà bạn học giỏi, tất nhiên là không phải cái mấy cái mark hay là mấy cái mà chống lại Chúa ấy, mà cái việc mà bạn đạt thành tích giỏi cũng là một cái việc mà để hiển Chúa. Vậy em muốn kể một cái câu chuyện, nghĩa là mục sư nói một cái câu mà đến bây giờ em vẫn chưa, mà em rất yêu quý mục sư, em đến bây giờ em vẫn chưa chưa đỡ được ấy. Không phải là không chấp nhận mà em chưa 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 thông ấy. Tôi nghĩ mục sư nói thế này: Đức Chúa Trời thà có một người lái taxi tốt còn hơn có một giáo sĩ tồi. Em nghĩ là nó sẽ phù hợp với cái bối cảnh, cái đất nước bên Anh Quốc của mục sư và cái tình hình hội thánh bên đấy của mục sư hơn là với cái tình hình Việt Nam. Em khá là sốc với câu nói đấy. Nhưng mà cái câu chuyện em muốn kể đây là về một cái anh mục sư kể về một cái anh bán xe cũ ấy. Anh ấy là người tin Chúa, anh đi bán xe. Cái người khác thì luôn nói là cái xe này tốt lắm mà rồi là cũ này, là cứ mua đi không sao đâu, là che giấu những cái khuyết điểm của cái xe đấy. Nhưng anh này nói, cái xe này đấy à, thì nó bị gì ở đây này, nó bị ấy này thì... Xin lỗi mọi người, nhà em có chó. Là cái xe này này nó bị hỏng ở đây này, đừng có mua. Thế thì anh ấy, thế thì người ta lại không tin anh đấy, người ta lại cứ mua cái xe đấy. Mà phát hiện ra cái anh này, anh ấy bán xe thế mà anh ấy khác hoàn toàn với những cái người bán xe cũ ở cái nước Úc đấy. Anh ấy rất là thật thà và cuối cùng là anh ấy trở nên một người nổi tiếng. Và cứ đến cái mùa cao điểm là cứ, nếu em nhớ không nhầm là cứ khoảng 5 giây là anh ấy bán một cái xe trong 2 ngày, trong 2 ngày cao điểm trong tuần, 5 giây anh ấy bán một cái xe cũ đấy, anh ấy nổi tiếng như vậy. Và không chỉ như vậy nữa, có nghĩa là những cái người mà làm việc của anh ấy, có nghĩa là những cái người dưới cấp của anh ấy mà tin Chúa thì anh ấy sẽ mời đi ra ngoài làm việc, bởi vì là những cái người mà vào làm anh ấy thì sẽ là những cái người từ chưa biết đến Chúa mà sẽ đến Chúa. Giống như vậy. Và anh ấy cũng đi cầu nguyện đấy. Anh ấy cũng đi cầu nguyện cho các cái vườn nho bị sâu bệnh, hay cầu nguyện cho các cái chuồng gà mà bị bệnh ấy, thì là khỏi. Đây là cái lời chứng của mục sư Paulson ấy. Thì là được khỏi. Có nghĩa là cái đời sống của anh này rất là hay. Anh kể cả anh ấy lái xe trên đường đưa một sư đi ấy, anh ấy luôn tuân thủ cái luật pháp giao thông.
mà người khác thì người ta cũng như vậy, không kiểu không có ai người ta cứ phóng nhanh. Anh bảo là nếu mà không tuân thủ cái luật pháp này là để bảo vệ mình không tuân thủ thì thiên sứ làm sao bảo vệ mình được. Đấy, và cái chuyện này muốn nói đây là cái ở cuối này là có nghĩa là một thời gian sau ấy thì hội thánh cho anh ấy sinh hoạt, nói là anh ấy hãy đi làm giáo sĩ chọn thời gian. Đấy, anh ấy làm giáo sĩ chọn thời gian rồi anh ấy nói chuyện đấy với mục sư mà là từ khi mà tôi làm giáo sĩ thì cứ chưa có ai mục sư cả. Thế nên ông ta thế là mục sư nói là anh ấy đã đánh mất cái bục giảng tốt nhất của mình rồi, có nghĩa là cái việc mà anh ấy bán xe ấy rất là vinh hiển cho Chúa, nhưng mà cái việc mà anh ấy được kêu gọi đi truyền giảng với anh ấy thật ra là một người có đức tin rất mạnh mẽ đơn sơ, nhưng mà thật ra là nếu mà gọi đi đi làm nhà truyền giáo cũng được, nhưng mà làm gì đã có trường lớp gì nhiều đâu. Và cuối cùng ấy anh ấy quay trở lại cái nghề bán xe đấy, quay trở lại cái nghề bán xe đấy, và cũng là một thứ nhất rất mạnh mẽ cho Chúa. Là mục sư nói là anh ấy phát hàng triệu, em sẽ nhắc lại là hàng triệu cái bài giảng, cái truyền giảng của tôi cho những người khác. Thì em nghĩ là một cái quan điểm em thấy là em nghĩ là đúng, bởi vì là cũng không hẳn là hầu việc Chúa chọn thời gian, hay là đi làm ngoài cũng không phải là hầu việc Chúa chọn thời gian, mà em nghĩ là hầu việc Chúa hay là làm công việc bên ngoài thì cũng đều phải là hầu việc Chúa. Em nghĩ là rằng là có một cái tỷ lệ cái người đi làm ngoài thì người ta cũng có nhiều thời gian, mà người hầu việc Chúa chọn thời gian, nhưng mà người ta đi làm ngoài vì vinh hiển của Chúa thì cũng là hầu việc Chúa. Vậy nên nếu mà được kêu gọi mà làm xuất sắc trong cái lĩnh vực đấy thì em nghĩ là cũng kéo được nhiều người về với Chúa. Dạ. Mới kể cái câu chuyện đấy. Nó cũng không. Dạ. Vì cái sự kêu gọi của Chúa trong mỗi một người, có thể ở cái vị trí nào đó, mỗi một người có một cái sự kêu gọi khác nhau, trong một cái vị trí khác nhau, thì cho nên là mình phải cân bằng. Quan trọng là mình cũng phải biết ý muốn của Chúa là Chúa muốn như thế nào. Dĩ nhiên rằng là mình nói như thế thì nếu như mà mình nói như vậy đôi khi cũng thiếu cái sự cân bằng, Tuấn ạ. Có nghĩa là dĩ nhiên phải có sự cân bằng ở đây. Dĩ nhiên nếu như mà Chúa kêu gọi thúc giục bạn đi châu Phi mà bạn cứ muốn ở đây bán xe hơi thì cái điều đó không đúng. Nếu như mà Chúa kêu gọi bạn để đi truyền giáo ở một cái đất nước Hồi giáo mà bạn nói rằng là thôi tôi ở Việt Nam tôi sẽ đi làm và tôi sẽ làm chứng cho nhiều người tin Chúa Giêsu thì điều đó không đúng. Vậy thì như thế nào? Vậy thì phải theo cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho mỗi một người. Bởi vì tại vì chính cái nơi đó các bạn mới có thể kết quả nhất. Amen. Chính cái nơi mà Chúa kêu gọi chúng ta vào cái địa vị nào đó thì chúng ta mới kết quả nhất. Ví dụ như các bạn được kêu gọi vào cái lĩnh vực nào, ở đâu, ví dụ như cái anh đó thì anh được kêu gọi vào lĩnh vực bán xe đó, qua đó anh làm chứng nhiều người thì tự nhiên anh nhảy qua cái lĩnh vực truyền đạo chẳng hạn, mà anh ấy lại chưa được trang bị cái gì cho lời của Chúa vì anh không được kêu gọi, anh không được kêu gọi để bỏ công việc đi truyền đạo, thì anh được kêu gọi vào cái nơi đó thì chúng ta cần phải biết địa vị của mình ở chỗ nào. Cho nên là mình phải có sự cân bằng, chứ không phải là ví dụ như nếu mà có những người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Ví dụ như là bản thân chị thấy rõ điều này là Chúa kêu gọi chị ở trong cái chức vụ giáo sư. Có nghĩa là một ngày thường chị nghiên cứu Kinh Thánh ít nhất là 2 tiếng. Một ngày ít nhất là 2 tiếng. Có những ngày 6 tiếng, 7 tiếng có. Có những ngày cả ngày cũng có luôn. Vừa làm việc ở trên lời Chúa. Thế thì nếu như mà Chúa kêu gọi bạn duy trì chẳng hạn vào trong cái chức vụ đó mà chị không có chuẩn bị, mỗi ngày chị lăng xăng đi trên đường đi bán xe chẳng hạn, hoặc là lăng xăng đi bán chỗ này bán chỗ kia, hoặc là ngay thời ví dụ như là nếu mà chị chú trọng công việc bán mỹ phẩm mà chị suốt ngày chị lo bán mỹ phẩm và chăm sóc tư vấn khách hàng thì cũng có rất là nhiều tiền, khá giả. Có những cái đợt mà chị bán rất là thành tốt, nhưng mà thì các bạn biết rằng như thế thì đâu có thời gian để làm gì đâu, đúng không? Thế thì quan trọng nhất là chúng ta phải biết sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình như thế nào để mình chuẩn bị phù hợp với cái điều đó. Chúng ta cũng phải nói, có nghĩa là chung quy lại chúng ta vẫn đã chốt ở cái câu đó là phải có sự cân bằng. Cân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể, cân bằng trong sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà nếu như mà Chúa kêu gọi bạn để bước ra khỏi nước chẳng hạn, để bạn làm một cái công việc bán thời gian thôi, hay là một cái công việc linh động thôi để phục vụ Chúa, để học lời Chúa giống như bạn lộc á. Như Chúa cứ thúc giục ở trong lòng như vậy thì phải bước ra khỏi nước thôi,
đừng có sợ, bởi vì có rất nhiều người sợ và không dám bước ra khỏi thuyền. Chị nói với các bạn là cả cuộc đời không dám bước ra khỏi thuyền, đến già luôn mà hối tiếc về cái điều đó. Đấy là sự thật. Nếu như các bạn lên thiên đàng, các bạn sẽ thấy điều này các bạn. Sau khi lên thiên đàng, các bạn sẽ thấy vô số người ở trên thiên đàng như vậy. Chị tin như thế. Dĩ nhiên Chúa bôi xóa hết tội lỗi, nhưng mà họ sẽ kể cho các bạn nghe là họ đã hối tiếc như thế nào. Chính sư Brian Bailey của trường Zion cũng đã kể cái câu chuyện đó. Khi mà lên thiên đàng, ông đã thấy cái sự hối tiếc của mình như thế nào khi không hoàn thành cái mục tiêu của Chúa. Thế thì cái vấn đề trong quy đó là chúng ta cần phải có cái sự cân bằng. Amen không ạ? Cân bằng là chúng ta cần phải biết ý muốn của Chúa cho chúng ta như thế nào và thời điểm này như thế nào nữa. Thời điểm này như thế nào? Có những thời điểm thì có thể Chúa vẫn cho các bạn đi làm công việc ở trong công ty, nhưng cũng có những thời điểm đó Chúa lại muốn các bạn là con thời điểm này ta muốn con bước ra. Đúng không? Rất nhiều những cái giai đoạn khác nhau, Chúa dẫn mỗi người tùy theo cái chương trình của Ngài trên đời sống của các bạn. Chứ chị không thể áp đặt cái điều của cái đời sống của chị vào đời sống của các bạn được. Thế chị không thể nói với Tâm là Tâm ơi thì em nghỉ làm đi, sao em suốt ngày đi làm thế. Chị không thể nói thế được. Em nghỉ làm em đi hầu việc Chúa đi hay gì đó, chị không thể nói thế được. Nhưng mà chị nói rằng Tâm ơi hãy cầu nguyện Chúa xem Chúa dẫn dắt em theo giai đoạn nào như thế nào. Nhưng nếu như Chúa kêu gọi thì hãy sẵn sàng bỏ thuyền, bỏ lưới đi. Giống như các môn đồ, Chúa sẽ nuôi. Amen. Vì chị đã bỏ thuyền, bỏ lưới, Chúa cũng nuôi. Thế nhưng mà nếu như mà Chúa chưa, thời gian này con cứ đi làm đi, vừa làm vừa học cách yêu kính ta và phục vụ ta trong những công tác có thể. Ví dụ như đến một cái thời điểm nào đó. Cho nên là tùy thời điểm và tùy Chúa kêu gọi mình như thế nào, trong từng thời điểm như thế nào. Và chức vụ mà hay là những cái sự đặc để Chúa kêu gọi mình thì như thế nào. Ví dụ như như là chị thì cần phải rất nhiều thời gian để nghiên cứu ở Chúa chẳng hạn, thì chị không thể nào mà chị cứ lăng xăng làm công việc này làm công việc kia, chị không tập trung được, bởi vì cái bản tính của chị nó là phải có cái sự tập trung. Nếu không tập trung chị không thể làm việc được. Thì vậy thì mỗi một người thì khác nhau, thì như chị cần thế nhỉ? Nhưng mà mẹ chị thì không cần như thế nhiều. Mẹ chị thì cứ đi ra truyền giáo thôi, dĩ nhiên cũng học lời Chúa, nhưng mà không có cần phải một cái mức độ mà tập trung cao độ mà đi ra truyền giáo. Thì đấy, cái ơn khác nhau, ơn gọi khác nhau, sự kêu gọi khác nhau, đúng không ạ? Hay là sự kêu gọi của các bạn khác nhau, hay là của ví dụ như là của Tuấn nói về cái anh bán xe khác nhau. Thế thì cái vấn đề, cái key ở đây, cái chìa khóa ở đây là chúng ta cần phải gần gũi Chúa mỗi ngày nhiều hơn để biết được là chúng ta cần phải đi con đường nào, cần phải mỗi một ngày bước theo Chúa như thế nào, và từng cái giai đoạn Chúa dẫn dắt như thế nào, chúng ta phải nhạy bén với Đức Thánh Linh. Amen không các bạn? Tại vì chị đã trước đây chị đã từng kể cái câu chuyện đó, là khi mà chị bắt đầu nghỉ việc và đi học trường Kinh Thánh, Chúa kêu gọi chị, Chúa thúc giục trong lòng chị, lúc đó là chị đang làm việc trong cái công ty nước ngoài, chị nghỉ việc luôn, và cái anh ở cùng nhà của chị, anh ấy là người hướng dẫn chị nhá, anh ấy nói với chị rằng là em có biết là dân ta bị diệt vì thiếu sự thông biết không, em mới tin Chúa mà em hỏi đi học thế này thế kia, hầu việc Chúa thế này thế nọ, em đi làm đi xong rồi vừa học lời Chúa thế này thế kia. Nhưng mà chị lại không cảm thấy như anh ấy nói, chị cảm thấy là Chúa thúc giục chị học lời Chúa, bởi vì Chúa muốn có cái điều gì đó trên đời sống của mình mà mình khao khát học lời Chúa dữ lắm kìa. Thế thì mình vẫn vâng theo Chúa, chứ mình không vâng theo anh ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì sẽ chứng minh là đúng là cái điều Chúa hành động trong lòng của mình là đúng hơn cái điều mà anh ấy sợ. Bởi vì giữa cái thành phố Sài Gòn này các bạn không đi làm, các bạn ở đâu các bạn có tiền sống, đúng không ạ? Nhà ở, thuê nhà, mọi thứ luôn phải chi phí. Ăn uống các thứ, đi lại, cái gì cũng cần phải tiền hết. Ở đâu ra mà có. Thế thì cái lúc đó là cái lúc mà khủng hoảng đấy. Thế nhưng mà sao ạ các bạn? Bây giờ nhìn lại thì thấy rằng là đời sống đức tin của anh ấy nó không có bước ra khỏi thuyền được. Chỉ vẫn thấy anh ấy vẫn ở trong thuyền các bạn. Chưa có bước ra được. Chưa có giống như Phi-rơ được. Chưa dám đi trên mặt nước. Muốn sự an ninh, nhưng mà với Chúa ấy, an ninh đó là đôi khi phải liều. Đức tin là đôi khi phải liều luôn á. Cho nên là các bạn ơi, không sao, Chúa vẫn dẫn dắt, Chúa thúc giục mình như thế thì mình cứ làm thế thôi. Xong rồi chị đi học trường Kinh Thánh về, xong chị biết sự kêu gọi của Chúa càng rõ ràng hơn, cứ bước theo cái sự kêu gọi của Chúa thế thôi. Đấy, thế mà bây giờ Chúa cũng chúc phước cho mình cũng thấy rằng là những cái năm tháng mà mình bỏ ra vì Chúa đi học trường Kinh Thánh quá xứng đáng. Không có gì đổi lại lời Chúa trong cuộc đời của mình, điều đó là điều tuyệt vời. Xin mời Lộc.
Chia sẻ thêm câu chuyện về em dám đánh liều, em nghĩ làm đấy. Tại vì cũng có một công ty về làm về xe thi công của nội thất, nó cũng tuyển em là vị trí của leader thi công, nhưng mà em bị lưng chừng ở cái chuyện mà bây giờ nếu mà mình nghĩ là thu nhập thì cái bóp lại bị cái bóp hỏng lại, mình sẽ không mua được cái này mua được cái kia. Em nó đủ thứ cái suy nghĩ tư tưởng trong đầu, nhưng mà em đến khi mà em qua cái tháng này phải đi làm vừa rồi á, em nhận là vấn đề là em không thể làm em làm tất cả mọi thứ được, em bắt buộc em phải chọn nha. Thì một cái thời khắc này em muốn nghỉ để mà em học, em đóng rất là nhiều tiền cho cái lớp trình nữa, là em muốn học lớp môn hóa, em muốn cái à, chú ơi, con muốn công việc của con sau này nó phải là work from home, làm việc tại nhà. Thì cái developer công việc em đang hướng tới là nó như vậy. Thì anh thì tới bây giờ em suy nghĩ một điều là mình phải có quyết định của mình không có lưng chừng. Khi mà em học lại lớp môn hóa được khoảng 2 bữa nay là em thấy em trở lại cái thời điểm mà em sốt sắng với chú đó. Em thấy em vui vẻ hơn, đồng ý là em không có tiền em ăn phở rồi đó, em chỉ ăn bánh mì thôi, ví dụ vậy. Thì nhưng mà hiện tại em vẫn vui thì những thứ là em đang có, mình phải biết hài lòng những chuyện mình đang có đó, chứ là không phải cái gì cũng đổi, cái gì cũng có cho thì em chỉ biết tạ ơn thôi, tạ ơn với là em tìm kiếm Chúa được, em sống ngày nào thì em sẽ nghe đó. Ừ. Chú không có mở cho em cái một số cái em không có giàu như lúc em tập trung em kiếm tiền, thì rõ ràng nếu mà mình kiếm tiền thì mình sẽ nhiều tiền hơn, nhưng bây giờ thì mình không tập trung kiếm tiền, chưa thời gian để mình học cái lời Chúa hay là mình học cái một cái chuyên môn nào khác thì bắt buộc mình phải ít tiền lại, mình không có nào mình chọn được tất cả đâu. Thì quan trọng ở đây tùy mọi người thì là cứ quyết định của mình thôi, bản thân em chọn có gì đó nó kéo em lại gần chú hơn, để nó vui vẻ hơn, bình an hơn, vậy thôi. Cứ hy sinh vì Chúa trước đi, rồi sau đó thì Chúa sẽ bù thêm cho. Amen. Người nào hy sinh thì giờ vì Chúa, đời sống của chúng ta vì Chúa, thì thời gian của chúng ta với Chúa bù đắp cho các bạn trở lại bù 100 lần hơn, các bạn sẽ không thiếu thốn đâu. Rồi bây giờ chia sẻ với các bạn cái này. Thực ra hôm nay cái chủ đề này là cái chủ đề muốn chia sẻ nè, nhưng mà chúng ta sẽ chia sẻ ngắn thôi, vì chúng ta không có nhiều thời gian. Các bạn nhìn thấy cái bản đồ này không? Hôm nay cái chủ đề của chúng ta đó là cái hành trình của bạn, bạn đang ở cái nơi nào. Ở đây có 23 cái điểm chính ở trong cái hành trình Israel. Mà nó là cái hình bóng về đời sống của con ông nhân chúng ta. Nó là một cái hành trình mà của dân Israel ra từ Ai Cập, là cái hình bóng của thế gian, rồi đi đến Sion, là nơi mà Đức Chúa Trời ngài lựa chọn cái nơi đó. Khi mà dân Israel đến được Sion là ngày hôm nay á, hay còn gọi là đồn Sion, hay là thành David, hay là thành Jerusalem á, là ngày hôm nay là nơi đặt đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên thành Jerusalem, rồi là cái thủ đô của Israel. Cho nên dân Israel ngày xưa đi ở trong đồng vắng, đi từ ra từ Ai Cập, nó cũng giống như cái hành trình của chúng ta. Bây giờ chị sẽ đi qua một số cái điểm này để các bạn thấy rằng mình đang ở trong cái hành trình nào, các bạn đang ở trong số nào. Các bạn có thể hãy ghi xuống và tí nữa các bạn sẽ chia sẻ nhé. Cái bài học của hành trình Israel này chính là cái bài học thuộc linh cho chúng ta. Vậy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu số 11 thì nói rằng là những sự ấy, có nghĩa là cái cuộc hành trình của Israel á, có nghĩa hình bóng và lưu truyền lại để dạy dỗ chúng ta là những kẻ gần cuối cùng các đời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 11 như vậy, nói như vậy. Những sự ấy có nghĩa là ở đây nó đang nói, ở những cái câu trên là đang nói về cái cuộc hành trình Israel.
có nghĩa hình bóng, có nghĩa là cái cuộc hành trình này nó có nghĩa hình bóng mà đã được lưu truyền lại để khuyên bảo, để dạy dỗ chúng ta là những người ở gần cuối cùng các đời. Chúng ta là những người ở gần cuối cùng các đời. Thế nên cái cuộc hành trình này nó là một cái hình bóng của cái bước đi của cơ đốc nhân chúng ta. Bây giờ các bạn có vừa viết ở tại nơi đó không? Hoặc là các bạn có biết thì các bạn có thể ghi nhớ. Chỉ sẽ giải thích qua những cái điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng là mình đang ở nơi nào trong cuộc hành trình. Với cái chủ đề này là cái chủ đề hôm nay, đó là bạn đang ở nơi nào trong cuộc hành trình. Bạn đang thấy mình ở nơi nào trong cuộc hành trình? Bạn có đi ra khỏi cái nơi đó chưa? Em xin lỗi chị Hằng, cho em xin lại cái kinh thánh này, Nhất Corinto chương 11 câu 1 ạ. Nhất Corinto đoạn 10 câu 11 em ạ. Cái này các bạn có thể đọc hết từ trên xuống cũng được, từ câu 10 câu 1 nữa để biết rõ cũng được, các bạn có thể đọc xong. Thì thứ nhất ấy, là dân Israel ra khỏi Ai Cập, chúng ta biết rồi. Đó là hình bóng của cơ đốc nhân ra khỏi thế gian. Đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta tất cả ở đây đã ra khỏi Ai Cập rồi, phải không ạ? Chúng ta đã ra khỏi thế gian rồi, đúng không ạ các bạn? Pharaoh đó là hình bóng của Satan. Các bạn đã ra khỏi Ai Cập chưa? Liệu có ai chưa được tái sinh không đấy? Các bạn có tin chắc là các bạn đã được tái sinh rồi không? Bây giờ ai tin chắc rồi xin hãy cho một thumbs up. Một cái thumbs tay xem nào. Các bạn nào không biết thumbs thì amen cũng được. Tại vì chị cũng không biết thumbs ở chỗ nào luôn ấy. Nếu như các bạn đã tin rằng là các bạn đã được tái sinh rồi, ra khỏi Ai Cập, ra khỏi thế gian, có nghĩa là các bạn đã được tái sinh rồi. Đúng không ạ? Các bạn tin rằng các bạn đã được tái sinh chưa? Đoạn 11 câu mấy chị? Corinto nhất đoạn 10 câu 11 em ạ. À. Em đọc lên, nếu mà bạn nào mở ra có thể đọc luôn lại cho các bạn nghe. Em nghĩ là nên đọc từ câu 1 đấy chị, hoặc là đọc từ trước đấy chị, cho nó đúng văn mạch ấy. Còn nếu mà mình câu đấy thì ôi sao em gửi không đủ. Không cần đâu, chỉ cần câu 11 thôi. Nếu mà bạn nào muốn biết thêm thì về nhà đọc thêm. Cái cuộc hành trình Israel thì nó là hình bóng cho đời sống của chúng ta. Khi Thánh nói rằng những sự ấy có nghĩa hình bóng, cho nên rằng là để dạy dỗ chúng ta, lưu truyền dạy dỗ chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng là nó có nghĩa hình bóng, cái cuộc hành trình Israel này nó có cái nghĩa hình bóng để dạy dỗ chúng ta. Và hiện tại á, thì chúng ta đang nói đến cái vấn đề, đó là các bạn đang ở chỗ nào trong cái cuộc hành trình này. Bây giờ tất cả các bạn đã đồng ý các bạn đã ra khỏi Ai Cập rồi, đúng không ạ? Các bạn chắc chắn là các bạn đã được tái sinh chưa? Còn một số người chưa có trả lời. Nếu bây giờ mà chúng ta còn chưa biết chúng ta chưa được tái sinh, đó là chúng ta là gặp nguy cơ đấy. Chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đã được tái sinh hay chưa. Chúng ta có thấy khi mà chúng ta phạm tội ấy, chúng ta có thấy dây dứt về tội lỗi đó, có thể cảm thấy bị cáo trách và cảm thấy bị xấu hổ. Chúng ta cảm thấy buồn chán và cảm thấy mệt mỏi, đau đớn hay không? Amen. Có chị ạ. Amen. Thì đó là thường, đó là một cái dấu chỉ trong lòng của chúng ta có Đức Thánh Linh, Chúa cáo trách. Còn khi mà chúng ta làm những cái điều sai trái, những cái phạm tội mà chúng ta thấy rằng chả có gì cả, chẳng thấy làm sao cả, thì điều đó cho thấy rằng là có thể chúng ta chưa tái sinh đâu, đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta đang vui hưởng tội lỗi đấy. Cái đấy là chúng ta phải xem xét lại. Tôi nói với các bạn rằng trong cái chức vụ của bà mục sư Kathleen Kuhlman, tôi đã nghe rất là nhiều những cái lời chứng của các mục sư mà đã hầu việc Chúa 40 năm mà chưa được tái sinh nha các bạn. Sau đó thì họ đã làm chứng lại rằng họ bắt đầu được tái sinh. Cho nên các bạn đừng tưởng là mục sư đã được tái sinh rồi. Tôi nói với các bạn là no. Khi mà chúng ta phải biết chắc rằng là chúng ta là con của Ngài, chúng ta được tha thứ tội lỗi bởi ân điển, chúng ta nhận biết rằng chúng ta là một tội nhân đáng chết ở dưới hỏa ngục. Chúng ta không xứng đáng một tí gì với ân điển của Chúa cả, nhưng mà bởi vì cái tình yêu của Chúa nó quá lớn trên đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta được thương xót và chúng ta cảm thấy ơn của Chúa trên đời sống của chúng ta.
Rồi khi chúng ta phạm tội, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta rất đau buồn về tội lỗi đó, mà chúng ta không thể chịu nổi khi chúng ta không ăn năn với Ngài, chúng ta cảm thấy bị cáo trách. Thì đó là những thể hiện là, đó là những cái dấu hiệu cơ bản để nói là những người được tái sinh. Còn những người mà họ phạm tội, họ chẳng biết chán là gì, thì những người đó có thể là chưa được tái sinh đâu các bạn ạ. Những người đó là vẫn chưa có thể là chưa ra khỏi Ai Cập nhé. Rồi thế vậy thì chúng ta đã ra khỏi Ai Cập rồi, cảm ơn Chúa. Rồi cái điểm kế tiếp đó là 2, 3, 4, 5 là dân Israel họ đến Ramses. Như chúng ta thấy cái số 2 này, 4, 5 rồi đến Sukkot, rồi đóng trại tại Kiahirot. Đây là ngay sau cái thời điểm mà dân Israel, mà Pharaoh đã rượt đuổi họ và họ phải chạy trốn, đúng không ạ? Thì cái thời điểm này họ chạy trốn, cho nên là họ rất là mạnh mẽ, bởi vì lúc đấy họ tin cậy nơi Chúa. Họ rất là mạnh mẽ bởi vì họ tin cậy nơi Chúa rằng là Chúa sẽ giải cứu họ. Họ được phép lạ của Chúa đi theo. Thế nhưng mà đến khi mà đến gặp biển đỏ thì họ lại khóc lóc. Họ rất là sợ hãi và họ khóc lóc và họ bắt đầu là kêu van với lại ngôi xe. Giờ thì đó là một cái hình bóng của cái việc đó là gì, khi mà Satan nó rượt đuổi chúng ta ấy. Nó khiến cho đời sống của chúng ta khốn khổ, chúng ta phải đối diện với những khó khăn ở phía trước ấy. Thì chúng ta có đang muốn quay trở lại Ai Cập không? Chúng ta có đang muốn trở lại với Pharaoh hay không? Bởi vì dân Israel lúc này là họ đang đối diện với biển đỏ, là họ đang muốn trở lại đấy. Bởi vì họ thấy nó quá khó khăn. Thì trong số các bạn ở đây có ai muốn trở lại? Có ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta muốn trở lại sống với cuộc sống giống như thế gian hay không hả các bạn? Thì có thể là lúc này chúng ta chưa qua biển đỏ nhưng chúng ta đang gặp khó khăn ở phía trước đây. Có không ạ? Xin các bạn đánh amen vào đây. Em à? Em không? Các bạn đánh có hay không vào đây, cái ô chat nhé, để cho mình biết. Bởi vì giờ không ấy thì chúng ta đánh chat vào đây để có cái sự tương tác. Trong các bạn ở đây có ai bây giờ đang đối diện với các hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà các bạn muốn quay trở lại sống với đời sống như thế gian không? Hay là đời sống không có Chúa không? Có không hả các bạn? No, see again Ai Cập chị Hằng ơi. See again Ai Cập. Amen. Có nghĩa là vẫn sẽ bước theo Chúa đúng không ạ? Vẫn sẽ bước theo. Bởi vì dân Israel ở lúc này là các bạn ơi là họ đang muốn quay trở lại đấy. Đến cái điểm mà Kiahirot này là họ muốn quay trở lại bởi vì họ đang đối diện với khó khăn trước mặt biển đỏ. Nếu như có sự cám dỗ quay trở lại với thế gian, vậy thì phải cầu nguyện Chúa, phải kiên quyết, phải cầu xin Chúa. Những người nào mà đang có cái điều này á thì phải cầu xin Chúa lấy đi cái lòng yêu thế gian ra khỏi con. Bởi vì các bạn biết rằng là trong Kinh Thánh ấy, Sứ đồ Phaolô nhắc đến một trong những môn đồ của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu, của Chúa, là môn đồ của Phaolô, môn đồ của Chúa là Đêma ấy. Kinh Thánh nói rằng là Đêma đã bỏ ta rồi bởi vì người ham hố đời này, ham hố thế gian này. Cho nên rằng nếu như các bạn vẫn bị cám dỗ quay trở lại và sống lối sống của thế gian á, theo thế gian, thì các bạn cần phải cầu nguyện Chúa, ăn năn về cái điều đó. Thứ nhất, thứ hai là cầu xin Chúa giúp cho con để lấy cái lòng yêu thế gian ra khỏi con. Bởi vì nếu như chúng ta không xử lý cái điều đó thì chúng ta cũng sẽ rất dễ dàng rơi vào cái tình trạng giống như Đêma. Đêma đã, Sứ đồ Phaolô nói là Đêma đã bỏ ta rồi bởi vì người ham hố đời này. Cho nên là hãy xin Chúa Ngài tẩy sạch con khỏi cái lòng yêu thế gian để không quay trở lại. Rồi vậy thì bây giờ dân Israel sau khi đó thì họ kêu cầu Ngài và Chúa đã dừng mua xe để rẽ biển đỏ cho họ đi qua, đúng không ạ? Kinh Thánh nói rằng là trong cái đoạn lúc nãy, cái đoạn 12 của Cô-rinh-tô, đoạn 10 của Cô-rinh-tô nói về cái việc mà họ đi, dân Israel đi ngang qua biển đỏ, đó là hình bóng của phép báp têm bằng nước. Chắc tất cả các bạn đây đã làm phép báp têm bằng nước rồi đúng không ạ? Mà chúng ta công bố với lại Chúa, với thế gian và với ma quỷ rằng là chúng ta chết đi con người cũ, hay đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa và đồng sống lại với Chúa, đúng không? Rồi tiếp theo đó là kinh nghiệm ở cái chữ số 4 này, đó là Mara.
Mara đó là nơi nước đắng. Các bạn đã trải qua, các bạn đã vượt qua cái kinh nghiệm này chưa? Khi dân Israel đã đến một cái nơi mà có nước đắng thì họ bắt đầu làm bằng, họ tìm ra nước và nước đắng. Cho nên Mara có nghĩa là đắng, cay đắng. Thì họ đã làm bằng và họ cay đắng ở trong lòng. Điều đó nói lên cái đời sống của các đốc nhân chúng ta là chúng ta cay đắng. Chúng ta được Chúa đưa qua. Chúng ta nhớ rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn họ qua Mara nhé. Bởi vì họ đi bằng chủ mây và chủ lửa, đó là hình bóng của Đức Thánh Linh á. Họ đi bởi sự dẫn dắt của chủ mây chủ lửa, chứ họ không có tự đi đâu nhé các bạn. Các bạn nhớ rằng Israel họ đi ở trong đám mây và trong lửa, chứ họ không có đi lung tung nhé. Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo là Môi-se. Và Chúa đưa họ đến Mara này, đó là cái kinh nghiệm của sự cay đắng. Và sau đó thì cái giải pháp đó là Chúa nói với họ là hãy quăng cái cây gỗ xuống. Cây gỗ đó là hình ảnh về thập tự giá của Chúa. Để khi mà có những cái sự cay đắng thì chúng ta đến với thập tự giá của Chúa. Vậy thì bây giờ các bạn hãy thử xem rằng là các bạn đã trải qua cái Mara mình chưa? Các bạn có những cái sự cay đắng trong lòng của các bạn với những người nào đó, những người thân yêu của các bạn, hoặc là những người bạn quen biết, hoặc là bạn bè, hoặc là bạn học, hoặc là những người trong quá khứ, vân vân. Các bạn đã trải qua cái này chưa? Các bạn đã tha thứ hết chưa? Các bạn đã thật sự yêu thương họ? Các bạn đã thật sự để có thể cầu thay chúc phước cho họ chưa? Bây giờ các bạn đánh lên đây. Đã trải qua cái này chưa? Đã pass chưa? Nếu mà các bạn pass rồi, các bạn ghi qua hoặc là pass. Pass là P-A, pass, P-A-S. Các bạn thấy rằng là mình có đang ở trong cái điểm số 4 này không? Hay là mình đã trải qua rồi, mình pass rồi? Nào, chưa thấy câu trả lời. Pass. Rồi, một người đầu tiên. Pass. Ok, pass. Các bạn sẽ phải xem rằng là các bạn đã pass điểm này chưa? Các bạn đã có thể tha thứ được tất cả những người làm tổn thương cho các bạn chưa? Hay là các bạn vẫn đang bị tắc nghẽn ở cái nơi Mara này? Lưng, bạn nào nói lưng chừng. Em bị lưng chừng, có nghĩa là chưa qua, là có thể là bị tắc nghẽn. Nếu như các bạn chưa qua cái Mara này, chưa có thể trải qua cái kinh nghiệm của cái Mara này thì các bạn sẽ không có thể tiến được. Các bạn phải nhớ rằng là cái cuộc hành trình của chúng ta nó phải có cái sự tiến tới. Nếu mà có khi pass, có khi fail thì cái điều đó nó không đúng. Nó là như thế này, đó là có những lúc yếu đuối thì mình vẫn còn những cái sự tổn thương cay đắng, nhưng mà sau đó thì mình sẽ cầu nguyện Chúa để xử lý hoàn toàn. Dĩ nhiên là ai cũng sẽ trải qua, ví dụ như cái kinh nghiệm mới thì chúng ta sẽ không thể biết trước được tương lai rồi. Tôi đang nói rằng quá khứ ấy, hiện tại ấy, và quá khứ ấy, chứ còn tương lai thì chúng ta sẽ không biết. Là chúng ta khi chúng ta gặp những cái kinh nghiệm nào đó, nhưng mà chúng ta đã xử lý quá khứ được rồi thì chúng ta sẽ xử lý tiếp tục tương lai. Có nghĩa là vâng lời Chúa trong lĩnh vực đó là tha thứ. Bây giờ các bạn xem là các bạn đã pass chưa? Các bạn đã suy nghĩ tới cái người nào gần gũi với các bạn nhất, những người làm tổn thương các bạn nhất. Bây giờ các bạn có thể yêu thương họ và tha thứ cho họ, cầu thay cho họ chưa? Các bạn còn cay đắng họ trong lòng hay không? Nếu chưa thì các bạn chưa trải qua cái nơi nước đắng này. Nước đắng Mara là cay đắng. Nhớ là Thánh Linh của Chúa dẫn nha, không phải là dân Israel tự đi đâu. Cho nên các bạn cũng sẽ, Chúa cho phép điều đó xảy ra trên đời sống của các bạn. Thánh Linh của Chúa cho phép. Còn chút chút nhưng vẫn cầu nguyện được à? Amen. Vậy thì nếu như mà muốn tiến tới á, nếu bạn nào còn bị tắc ở chỗ Mara này thì sẽ tiến tới nhá. Các bạn muốn tiến tới thì các bạn phải giải quyết cái Mara này. Bởi vì nếu như cái bài test nào á, mà chúng ta không có trải qua được thì chúng ta còn phải học lại cho đến khi chúng ta qua. Rồi tiếp theo đó là Israel họ sẽ trải qua cái khu vực Elim này. Elim này đó là nơi của các giếng nước, của 12 giếng nước, của 70 cây trà là. Nói về sự ngay thẳng và công bình. Các bạn thử đánh giá cái mức độ ngay thẳng và công bình ở trong đời sống của mình. 70 nói về trưởng lão hoặc là những người hầu việc Chúa, như những người lãnh đạo, những người trưởng lão. 12 giếng nước thì nói về những cái người lãnh đạo phải trở thành những cái người lãnh đạo, thì phải trở nên cái nguồn nước cho những người khác. Vậy thì bây giờ các bạn thử xem là bản thân mình ấy có phải là cái nguồn nước mát cho người khác hay không, hay là nguồn nước đắng, nguồn nước độc.
các bạn có thấy rằng là mình có phải, có nghĩa là bây giờ qua hiện tại ấy, hiện thời đại thời gian này, qua đời sống mình ấy, thì có phải là nước mát cho người khác hay không, có phải là cái gì đó khích lệ cho người khác hay không, và đời sống mình có công bình và có ngay thẳng như cây trà là hay không. Cây trà là đó là cây trà là nó thẳng đó. Thì cái đây qua Elim là như vậy, qua Elim là nơi đó. Vậy thì xem chúng ta đã đến được Elim chưa? Các bạn có thấy đời sống của chúng ta, trước hết là đời sống của chúng ta được tươi mới, được tuôn trào với Chúa đã. Sau đó là chúng ta mới tuôn trào cho người khác được, đúng không ạ? Được tươi mới ở trong Chúa thì sau đó tuôn trào với người khác, cho người khác. Và ngay thẳng và công bình. Theo cái mức độ của các bạn đánh giá, thì các bạn có phải là xuôi nước cho người khác hay không? Múc được hay không? Yes hay là no, hay là cảm thấy chưa? Theo các bạn đánh giá về mình, có phần nhỏ, amen. Tùy người ạ, là sao? Là có nghĩa là không có nghĩa là nói về mình ấy, chứ không phải là người khác đâu. Chắc phải lọc. Vậy là nước này là nước có tạp chất cho nên phải lọc à? Vậy thì chúng ta cần phải lọc thật á, nếu không thì chúng ta sẽ không đi qua được cái Elim này đấy. Phải lọc thì phải lọc thật á, chúng ta cần phải xin Chúa lọc để qua đời sống của chúng ta người khác có thể hưởng được cái nguồn nước, nước sạch, nước sống và công bình. Còn mình có phải là một cái người sống công bình và ngay thẳng ở trước mặt Chúa? Khi mà người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, người khác có đánh giá chúng ta ngay thẳng và công bình hay không? Chứ không phải chúng ta nhìn chúng ta lúc nào chúng ta ổn rồi. Bây giờ hãy để những cái người xung quanh đánh giá chúng ta xem. Amen, em đang nằm dưới gốc trà là đây. Bà Niến thì nói là dạ có người cảm nhận em là nguồn nước, có người cảm nhận là bình thường. Amen. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là đời sống của chúng ta là cái nguồn nước mát cho những người khác, mang đến những sự khích lệ và đời sống của chúng ta ngay thẳng công bình ở trước mặt Chúa, và người khác nhìn vào đời sống của chúng ta thấy như thế, không phải chúng ta tự đánh giá về mình, nhưng mà họ thấy như thế, họ thấy chúng ta là người đáng tin cậy, thì có thể là chúng ta đã pass Elim này. Theo các bạn thì các bạn đã có bao nhiêu người trong chúng ta đã pass Elim này, còn có những người nào vẫn còn chưa pass hoặc là không biết mình có pass hay chưa, thì các bạn đánh vào đây pass hay chưa, hay là không pass, hay là chưa biết, hay là có những người thì tôi không biết, có những người thì nói là pass rồi, half nửa thì vẫn còn ở lại, hoặc là không biết. Các bạn khác thì sao? Timothy nãy giờ không thấy trả lời, có ngủ rồi à? Hồng Vũ thì sao? Thu Hường, Như Nhân, pass chưa? Các bạn đã pass nơi này chưa hả các bạn? Em cũng không biết à, chưa biết là mình có pass không à? Cứ biết. Amen. Chúng ta cảm thấy là mình đã pass cái nơi này chưa? Hay là chúng ta vẫn còn loanh quanh ở khu vực Mara và Elim? Các bạn, nếu mà pass rồi thì ghi là pass. Còn nếu không thì nói là chưa biết, hoặc là giống như là câu trả lời khác. Amen. Timothée thì pass chưa? Timothée đi ngủ rồi sao mà nãy giờ không thấy tương tác gì cả? Thùy thì sao? Tâm thì sao? Tâm trả lời chưa? Thùy rồi, xin lỗi. Chị chưa đọc kịp tin nhắn. Thu Hà thì sao? Pass như này chưa? Pass cay đắng, pass như cái sự ngay thẳng, sự ngay thẳng công bình chưa? Pass cái dòng nước chưa? Mình có là dòng nước cho người khác không? Có nghĩa là người khác khi ở bên mình thì có vui hưởng được cái gì không? Có vui hưởng được cái dòng nước mát? Là cái đời sống của mình ấy, có thánh linh của Chúa tuôn tràn cho họ không? Họ cảm nhận được cái điều đó không?
Pass rồi chị ơi. Ok. Cảm ơn em đã tin nhắn tin. Rồi, cảm ơn Chúa. Rồi khi mà bạn pass Elim này rồi thì đến cái số 6 Refidim. Số 6 Refidim, số 6 ở đây thì cái khi mà họ đóng trại ở cái khu vực đồng vắng Sin này thì Refidim thì dân Israel lúc này họ mới ra khỏi Ai Cập nhưng mà họ vẫn đang có những cái sự lầm bầm ở cái đồng vắng Sin này rất nhiều. Sau khi mà lầm bầm ở Mara rồi thì đã gặp đến Elim, bởi vì Elim là cái nơi suối mát cho nên họ được trải qua cái kinh nghiệm nước suối, nhưng mà đến cái đồng bằng Sin này, cái khu vực Refidim này thì họ lại bắt đầu lầm bầm vì thiếu thức ăn, thiếu nước. Cho nên rằng là bây giờ chúng ta có pass cái này chưa? Các bạn có pass cái số 6 và số 7 này chưa? Refidim có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái sự lầm bầm, than trách ở trong đời sống của mình chưa? Oán than. Khi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, Israel, bởi vì Đức Thánh Linh dẫn họ, họ không hiểu tại sao Chúa lại dẫn họ cái đường này. Kinh Thánh nói rằng Chúa dẫn họ đường này bởi vì khi mà họ mới ra khỏi Ai Cập và họ chưa thạo chiến trận, nếu mà đưa họ đi đường tắt, cái đường mà chúng ta thấy cái biển lớn này này, Red Sea này, biển Trung Địa Trung Hải này, Mediterranean Sea này là biển Địa Trung Hải, biển lớn á, thì họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc và họ quay trở lại, thối lui. Thế nên Chúa mới đưa dẫn họ qua đồng vắng để xử lý những cái tội lỗi trong đời sống của họ. Cho nên là họ không có hiểu tại sao mà Chúa đưa họ qua cái sự cực khổ đến cái địa điểm của đồng vắng Sin. Tại cái đồng vắng Sin, khi mà họ đóng trại về Refidim này, những cái khu vực quanh đồng vắng Sin này là họ lầm bầm rất nhiều. Các bạn đã thấy mình vượt qua được sự lầm bầm, oán than, than trách, không thỏa lòng chưa? Bởi vì họ không thỏa lòng với những gì Chúa ban cho họ, đó là bánh mana và nước đủ dùng. Họ chưa thỏa lòng, họ muốn thịt. Cho nên là các bạn đã pass chỗ này chưa? Pass được cái những sự lầm bầm, đã biết ơn Chúa chưa? Đã có cái xử lý được những cái sự lầm bầm càm ràm trong đời sống của mình khi mà có những cái sự bất tiện mà Chúa muốn xảy ra trên đời sống của các bạn là số 6 này. Pass. Còn những người khác thì sao? Những người rất nhiều bạn đã pass qua chỗ này rồi. Ok, pass, pass, thì pass, như pass, tâm pass, cẩm lê pass, dần nhật pass, amen. Chỗ này chị đã thấy, chính ra chị lại nghĩ là chỗ này nhiều người dính hơn á các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà các bạn ghi pass thì rất là tốt. Amen, chúng ta cần phải pass. Bởi vì chính Chúa là đấng đưa chúng ta đến những cái hoàn cảnh đó để cho phép nó xảy ra để rèn luyện chúng ta, xem chúng ta có pass không, có lầm bầm, có oán trách không hay không, hay thỏa lòng cảm ơn Chúa. Amen. Hầu hết các bạn đã pass cái số 6, số 7 này rất tuyệt vời. Số 7 là tại cái số 6, số 7, tại số 8 thì là tại núi Sinai. Và dân Israel khi mà Israel tại núi Sinai thì tại khi mà họ đã đóng trại xung quanh núi Sinai ở trong đồng vắng Sinai thì chúng ta biết rằng là nhận được Israel, Israel nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng mà xin lỗi, luật pháp của Đức Chúa Trời, đúng không? Môi-se lên núi và họ gì ạ? Họ chờ đợi lâu quá, không thấy Chúa hành động thì họ đã làm những con bò vàng và thờ, đúng không? Họ ép Aaron phải làm bò vàng và Aaron đã phải sợ dân sự và nghe. Chúng ta đã thoát được khỏi sợ dân sự chưa? Có sợ con người chưa? Các bạn có pass được không? Tôi thấy ngày hôm nay các mục sư, rất nhiều mục sư đã sợ con người. Giống như lúc nãy Tuấn chia sẻ về vấn đề tài chính á. Tôi thấy rất nhiều người đã sợ con người vì vấn đề tài chính này. Các bạn nghĩ rằng các bạn có sợ con người không? Giống như Aaron á, Aaron đã sợ con người, cho nên rằng là Aaron, khi mà Môi-se nói với Aaron rằng là tại sao anh lại để cái điều đó xảy ra cho dân Israel? Khi mà Môi-se lên núi để nhận luật pháp của Chúa ở trên đó 40 ngày 40 đêm á. Thì sao hả các bạn? Thì Aaron nói rằng là dân sự đưa cho tôi vàng và sau đó thì tôi vứt vào trong lửa, tự nhiên nó thật ra thành con bò. Ô, thế nào mà vàng mà vứt vào trong, ném vào trong lửa lại ra thành con bò được hả các bạn? Có nghĩa là vì Aaron đã sợ con người, đã sợ dân sự, sợ loài người. Nhưng mà Môi-se có sợ không hả các bạn? Sau cái sự việc này là Israel là giết hết những người mà nổi loạn đấy các bạn.
sử dụng nổi loạn chi phái Lê Vi là đứng về phía phía Chúa, giết hết thậm chí cả anh em của mình là những người mà chống đối lại với Đức Chúa Trời. Các bạn thấy có một cái trận chiến kinh khủng, nội chiến ở trong dân Israel ngay cái thời điểm tại núi Sinai này, chưa bao lâu khi ra khỏi Ai Cập. Lúc này hình như là mới có tháng đầu tiên thì phải. Họ tổ chức lễ ngũ tuần ở tại đó. Lễ ngũ tuần không phải lễ tuần, không phải tháng đầu tiên, xin lỗi, lễ tuần rồi là 50 ngày kể từ ngày bó lúa đầu tiên, tháng thứ 3, rơi vào tháng thứ 3 đó các bạn. Thì các bạn thấy rằng là các bạn đã có phát được cái sự sợ con người chưa? Sợ loài người có nghĩa rằng sợ loài người cho nên khiến cho mình không dám vâng theo đức ý như muốn Đức Chúa Trời. Các bạn có pass không? Giống như Aaron á, Aaron là một lãnh đạo nha các bạn nhé, không phải là một người bình thường nhưng mà đây là một lãnh đạo. Chị đã học bài học này rất là lâu từ ngày xưa và chị quyết định rằng là Chúa ơi, con sẽ không sợ con người. Nếu như cái người đó mà không vâng lời Chúa, kể cả người đó là người trên của con vẫn vâng theo lời Chúa. Con không có sợ con người. Dĩ nhiên mình thuận phục, nhưng mà nếu như cái điều gì đó mà trái với lời của Đức Chúa Trời thì mình vẫn phải đứng về phía Chúa. Giống như Môi-se, các bạn thấy không? Đứng về phía Chúa. Nếu như mà các bạn muốn Đức Chúa Trời ngài sử dụng các bạn lớn lao thì các bạn học cách đứng về phía Chúa giống như Môi-se. Aaron đã bị quở trách ngay lúc đó. Và nếu như mà chúng ta có thì hãy sẵn sàng để Chúa quở trách chúng ta. Chúng ta phải chiến thắng cái sự sợ con người. Nó có linh sợ loài người nữa. Nếu mà bạn nào bị sợ loài người thì các bạn cần phải cầu nguyện để được giải cứu ấy. Trong danh Chúa Giêsu Christ, cái linh này nó không có được giúp, không có được khiến cho ta sợ loài người. Xin Chúa ban sức khỏe cho con. Nó có cái linh khiến cho chúng ta sợ loài người luôn ấy. Cho nên rằng là, nhưng mà nếu mà muốn được Chúa Trời sử dụng lớn lao thì các bạn không có con đường nào khác là phải học như Môi-se, đừng có sợ loài người. Nào bây giờ hãy xem cho hãy cho biết rằng là những người nào đã pass hoặc những người nào không biết là có pass chưa ở cái điểm này. Các bạn có pass chưa? Xin mời Mỹ Tiên cầm. Xin mời các bạn Timothy. Pass không? Hồng, Vũ, Yến, Nhân, Thường. Amen. Pass. Nếu như chúng ta không sợ loài người hoặc là chúng ta quyết định là chúng ta sẽ không sợ loài người thì Chúa sẽ đứng về phía chúng ta. Pass. Hầu như các bạn sẽ pass, các bạn sẽ được Chúa sử dụng lớn lao nếu như các bạn không sợ loài người. Bởi vì trong cái cuộc đời này chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải đối diện với nhiều người, nhiều lắm, bạn bè, những cái sự rèm chê rất nhiều, những cái sự khinh bỉ rất nhiều. Nhiều những cái thứ mà khi chúng ta đi bước theo Chúa thì họ chê bai chúng ta. Rồi có cả những lúc mà chúng ta, ví dụ như đôi khi có những người, kể cả những người lãnh đạo trên chúng ta, họ kêu chúng ta làm cái gì đó sai trật. Chúng ta có làm không? Chúng ta có dám đứng không? Ví dụ như chị đã đi dịch cho những cái nơi mà những người mục sư đó nói với chị, nói dối để lấy tiền từ một số mục sư nước ngoài. Các bạn tin nổi không các bạn? Nhưng mà thì chị nói với các bạn là điều đó là có thật luôn đấy. Điều đó là có thật nha các bạn. Nhưng mà mình có làm không ạ? Không, nghỉ luôn. Lần sau mời thôi, tôi xin bye bye luôn. Tôi không có liên quan gì đến các bạn, những người này hết. Amen. Thà mất việc hay thà không có, nói chung là nó cũng chẳng có cái gì khiến chúng ta phải lưu luyến cả. Dĩ nhiên nó có những cái địa vị hay là có những cái sự vinh hiển trong những cái công việc đó, bởi vì là mình làm thì mình thấy rằng là có những cái sự tôn trọng của những lãnh đạo, của các mục sư nước ngoài. Nhưng mà sao? Nhưng mà khi mà mình thấy những cái người như vậy thì sao mình không đồng ý? Mà không đồng ý thì các bạn biết là họ sẽ đuổi mình. Nhưng mà thực ra họ không đuổi đâu, họ cố mời mình này mình để khiến cho mình làm á, nhưng mà không thỏa hiệp. Các bạn là đừng có sợ con người, kể cả đó là ai đi chăng nữa. Làm những cái điều sai trái là không có đâu các bạn, không có. Nếu các bạn muốn được Đức Chúa Trời sử dụng lớn lao, điều đây đầu tiên là các bạn phải xử lý, đó là sự sợ loài người nha các bạn. Amen. Để chúng ta pass qua điểm này rồi đúng không? Rồi tiếp theo đó là ở tại nơi này nó có một cái điểm nữa, đó là họ chờ Môi-se lâu quá, họ làm bò vàng. Vậy chúng ta đã pass cái điểm là khi chúng ta chờ đợi Chúa lâu quá, chúng ta tự ý đi riêng chưa? Pass được không?
các bạn pass được không? Khi mà chúng ta chờ đợi Chúa mà thấy chưa, Chúa chưa trả lời, chúng ta có pass không? Hay là giống như Sarah? Sarah thấy chờ lâu quá thì sao? Thì bắt đầu là lấy con đòi của mình là Aga, làm theo xác thịt, đưa cho chồng của mình Abraham ngủ với để qua đó sinh ra một cái dòng dõi mà đến bây giờ gây hậu quả. Chiến tranh đổ máu từ bao nhiêu ngàn năm nay. Vậy thì chúng ta có liệu có pass được không? Dân Israel phải chờ đợi Môi-se lên núi 40 ngày 40 đêm và họ tự làm theo ý riêng, đó là làm những con bò vàng. Chúng ta thì chúng ta chờ đợi Chúa là chúng ta có pass. Các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ có chờ, ví dụ như là về người phụ nữ chẳng hạn, các bạn có chờ đợi Chúa không? Hay là các bạn không thấy Chúa trả lời thì các bạn bắt đầu đi theo ý riêng, các bạn có nghĩ là các bạn pass được này không? Sarah là cái người mẹ trong thuộc linh của chúng ta đã sai lầm cái điều này để dạy dỗ chúng ta đấy các bạn. Amen. Các bạn, bao nhiêu bạn pass? Bây giờ có một số bạn pass rồi này, còn những bạn khác thì sao? Thùy pass, Hường pass, amen. Có nghĩa là những bạn pass này là những bạn kêu là chúng ta sẽ chờ đợi ý muốn của Chúa, không làm theo ý riêng đấy. Còn những bạn khác thì sao? Nhật thì sao? Timothy, Cẩm Tuấn, Hồng Vũ, Thùy Yến, rồi hình như Nhân pass không? Em nghe đầu tiên luôn đấy. Yeah, ok. Amen. Vậy là các bạn sẽ pass được cái điểm đó rồi. Rồi tiếp tục. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi nhá. Amen. Nếu như thời điểm nào chúng ta yếu đuối, chúng ta cần phải xin ân điển của Chúa giúp chúng ta để chờ đợi các bạn. Amen. Không phải chỉ vùng cái việc cái người phụ nữ đâu, nhưng mà mọi việc khác nữa ấy các bạn. Đừng làm theo ý riêng, bởi vì ý riêng nó sẽ sinh ra cái kết quả của xác thịt đó các bạn. Sau này rất là mệt mỏi, các bạn sẽ phải sống với xác thịt đó. Giống như là Aga đã phải sống với lại, xin lỗi, Sarah đã phải sống với xác thịt đó là Aga và Ishmael mà nhận cái sự cười nhạo. Rồi từ tự nhiên tính cách của bà trở nên xấu xa, bởi vì bà hành hạ cái người tôi tớ này. Thế tự nhiên mà mình sinh ra xác thịt rồi, tự nhiên mình lại phải đối diện với xác thịt đó, mình lại phải sống chung với xác thịt đó. Cho nên nếu chúng ta vội vã, chúng ta sẽ sinh ra xác thịt và chúng ta phải đối diện với xác thịt đó, chúng ta sẽ mệt mỏi đấy. Cho nên hãy chờ đợi Chúa. Amen. Tiếp theo. Chứ ở đến 10 giờ rồi. Rồi tiếp theo đến đồng vắng. Tiếp theo là họ đi vào trong đồng vắng và đến đồng vắng Pharan này. Cái số 11 này là họ đóng trại ở tại này, nơi này, và từ đó thì họ đi đến Kadesh Barnea. Nơi này chính là nơi mà dân Israel mà Môi-se đã sai 12 thám tử đi do thám. Kadesh Barnea đây là giáp xứ hứa nha các bạn, giáp xứ Canaan. Kadesh Barnea là khi họ đồng trại ở trong Kadesh Barnea và tại đồng bằng Sin này, thì đây là giáp xứ hứa, đây là nơi mà dân Israel đã đi vào. Môi-se đã sai 12 thám tử để đi do thám với xứ Canaan này. Thì các bạn thấy rằng là cái theo các bạn thì là ở đây thì cái nơi này á, cái điểm 11 và đến 12 này nó có một cái bài học, đó là bài học quyết định. Đó là có tin cậy vào Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ làm những việc lớn cho các bạn hay không, bởi vì 12 thám tử này đi và chỉ có 2 thám tử đã tin vào những điều lớn lao mà Chúa làm. Chúa có thể diệt được kẻ thù nghịch, bởi vì lúc đây là họ đang đi vào xứ hứa, họ đã nhìn thấy, họ đã tìm thấy trong xứ hứa những cái chùm nho mà hai người kiêng ở đất màu mỡ, đượm sữa và mật. Nhưng mà 10 người khác không tin và có 2 người tin. Đối với các bạn thì các bạn nghĩ là các bạn có pass cái điểm này chưa? Các bạn đang có sự nghi ngờ rằng Chúa có thể làm những cái điều gì lớn lao trên đời sống của các bạn hay không? Chúa Ngài có thể Ngài có thể sử dụng được các bạn hay không? Các bạn có nghĩ rằng mình có pass điểm này không? Pass không? Bởi vì dân Israel ở tại nơi này là họ chỉ có 2 người tin thôi, còn tất cả những người khác là không tin. Cho nên rằng là các bạn có tin được rằng là Chúa Ngài sẽ hành động được trên đời sống của các bạn không? Bởi vì chỗ này là cái chỗ quyết định. Dân Israel này họ không tin, cho nên rằng là cho nên vì họ không tin vào Chúa, cho nên họ không có tiếp tục cuộc hành trình được. Và Chúa phải đưa họ quay trở lại số 11 này, trở về hướng biển đỏ. 13 đó, trở về hướng biển đỏ. Là vì họ đã làm bằng và oán than với Chúa, vô tín với Chúa, thách thức Chúa. Họ đã thử Chúa 10 lần. Họ đã không tin lời Chúa. Cho nên là các bạn đã thấy rằng là chúng ta đã tin lời Chúa, chúng ta đã đặt niềm tin vào lời Chúa chưa? Những cái điều mà Chúa phán cho chúng ta, chúng ta có tin Chúa không? Chúng ta có tin về những việc mà Chúa có thể sử dụng đời sống của chúng ta làm, mà những gì chúng ta không thể làm được hay không?
thì chúng ta đã, nếu mà được thì chúng ta sẽ ghi pass. Amen. Pass qua. Rồi tiếp theo là đi qua Edom, đó là Edom, đó là nơi của xác thịt. Israel phải đối diện với chiến tranh, trận chiến trận với xác thịt là Amalek. Và công việc của xác thịt là rõ ràng lắm, gian dâm mô với luông tuồng, thần tượng thù oán, phù phép tranh đấu, cãi lẫy, bất bình bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống và cùng các sự khác giống như vậy. Các cái công việc của xác thịt chúng ta nhớ trong Galati ấy. Jerusalem đối diện với Edom, bởi vì Edom á, đối diện, đối diện khi mà họ bị đối diện với cái chiến trận của với dân Amalek, Amalek thì là chóng nội của Edom. Edom là một cái người xác thịt, coi thường những cái điều thuộc linh. Cho nên rằng dân Israel họ phải đối diện với cái chiến trận. Amalek là cháu, nó đại diện cho xác thịt. Amalek đại diện cho xác thịt. Hay là Edom, nó là dòng dõi của Edom. Edom có nghĩa là đỏ, ra từ Esau. Dòng dõi của Edom ra từ Esau. Esau là anh của Jacob vì một miếng canh mà bán quyền trưởng nam. Vì những cái lợi ích trước mắt của thuộc thể mà bán đi những cái điều quý giá thuộc linh, coi thường những điều thuộc linh, cho nên sau đó Edom đã không được cha mình chúc phước, bởi vì Chúa đã khiến cho Edom vừa mất quyền trưởng nam vừa mất sự chúc phước. Cho nên là Edom đại diện cho xác thịt hay là gì ạ, coi thường những điều thuộc linh. Các bạn ở đây, bây giờ theo các bạn thì các bạn đã pass cái điểm này chưa, là các bạn có coi thừa, có coi trọng những điều thuộc linh trong đời sống của mình hay không, có coi trọng những cái điều mà Chúa phán với mình, cái thì giờ, những cái thì giờ quý báu mà mình dành cho Chúa, những cái sự kêu gọi, các bạn có sống cho những cái sự kêu gọi, những cái điều thuộc linh hay không, hay là các bạn đang sống cho xác thịt, chiều theo những cái ham muốn, coi thường những điều thuộc linh, coi nhẹ những điều thuộc linh. Dĩ nhiên chúng ta phải cân bằng, chứ không phải là quá là cứ nói thuộc linh rồi trên mây, nhưng mà cân bằng. Nhưng mà Esau thì không có sự cân bằng. Esau đó là coi thường quyền trưởng nam và phước lành của Đức Chúa Trời, cho nên là ông đã bị mất. Các bạn pass chưa? Các bạn có pass được điều này không? Các bạn đã thấy rằng mình pass chưa, hay mình vẫn còn đang tranh chiến với Amalek, tranh chiến với xác thịt của mình? Bởi vì Edom là một cái người coi thường những cái điều, những cái điều mà thuộc linh. Ông coi trọng những cái thứ thực thể ở trước mắt thôi, những cái gì ở trước mắt. Cho nên là các bạn tự đánh giá mình, thì mình xem mình có pass điểm này chưa. Amen. Ok Yến, các bạn thấy mình có pass điểm này không ạ? Chúng ta cũng sẽ gần kết thúc rồi, tôi sẽ chia sẻ. Pass được cái việc này chưa? Chúng ta đã coi thường điều thuộc linh không? Có coi thường thứ thuộc linh không? Có giống Edom không? Có giống Amalek không? Hay là chúng ta coi trọng những cái điều thuộc thể, những điều Chúa ban cho chúng ta? Pass. Amen. Rất nhiều bạn pass. Ok, rồi tiếp theo, chúng ta thấy là mình có pass chưa? Mình có coi trọng những điều thuộc linh chưa? Thì chúng ta sẽ biết. Rồi tiếp theo đó là, sau đó là họ đến cái gì ạ? Bên kia sông Giô-đanh, và sau đó là họ gì? Băng qua sông Giô-đanh. Kinh nghiệm mà băng qua sông Giô-đanh là kinh nghiệm về đóng đinh xác thịt, và tại đinh ganh là cắt bì lòng. Cắt bì, cắt đi những cái sự ô uế khỏi lòng của chúng ta. Amen. Nếu như bạn nào đã để sẵn sàng để Chúa cắt bì lòng của các bạn, thay đổi, mà nếu mà mỗi ngày á, nếu như bao nhiêu người ở trong tuần này đã trải qua kinh canh, có nghĩa là nói Chúa ơi thay đổi con, Chúa ơi xin thành làm thánh khiết con, Chúa ơi cắt bì con. Bao nhiêu người đã ở kinh canh tuần này, bao nhiêu người đã cầu nguyện ở kinh canh tuần này, trong tuần này? Bởi vì cái này là kinh nghiệm hàng ngày chúng ta làm, nhưng mà đây chỉ hỏi tuần này thôi. Bao nhiêu người cầu nguyện Chúa ơi xin Ngài thay đổi con, Ngài cắt đi những gì không thuộc về Ngài khỏi con, Ngài cắt bì con. Các bạn trả lời đi ạ. Bao nhiêu người? Amen. Hường, Nhật. Tuần này nhé các bạn. Thực ra cái kinh nghiệm kinh canh này là kinh nghiệm mỗi một ngày, nhưng mà đây là chỉ hỏi tuần này thôi. Bao nhiêu người trong tuần này đã trải qua cái kinh canh này? Bởi vì cái kinh nghiệm của cái kinh canh này đó là kinh nghiệm của sự cắt bì, cắt đi những cái sự ô uế, những cái sự bất khiết, cầu xin Chúa thanh tẩy chúng ta mỗi ngày, để hầu cho chúng ta thánh khiết, chúng ta gần Chúa. Bởi vì chúng ta không có được Chúa thanh tẩy thì chúng ta sẽ không gần Chúa được. Chúng ta có vô số điều mà cần phải thanh tẩy. Amen. Có bao nhiêu người đã đến kinh canh trong tuần này rồi? Tới kinh canh chưa? Rồi tiếp theo,
Nếu mà các bạn đã tới kinh doanh rồi, amen. Trong tuần này nha các bạn, trong tuần này các bạn nào đã đi kinh doanh trong tuần này thì hãy nói amen. Kinh doanh là nơi cắt bì. Thực chất ra cái từ kinh doanh này có nghĩa là lăn xa hay là lăn tròn đấy các bạn. Lăn tròn hoặc lăn xa. Lăn xa những cái sự, Chúa nói rằng Chúa sẽ lăn xa khỏi những cái sự ô uế, khỏi họ, những cái sự sỉ nhục khỏi sự của xứ Ai Cập khỏi họ. Là Chúa cắt bì đấy, là lăn xa họ đấy, khỏi họ. Lăn tròn hoặc lăn xa đó là ý nghĩa của từ kinh doanh. Vậy thì có nghĩa rằng là gì? Chúa muốn cắt bì chúng ta, Chúa muốn chúng ta nên thánh. Vậy thì bao nhiêu người trong tuần này cầu nguyện là Chúa ơi xin giúp con cắt đi những cái điều gì không thuộc về Ngài khỏi con. Rất là nhiều bạn nói amen. Cảm ơn Chúa, vậy là tuyệt vời đấy. Có thể là các bạn đã chuẩn bị vào sứ hứa. Đây là đang ở đây, đây khi mà kinh doanh là sang sứ hứa rồi nha các bạn. Là các bạn đang ở trong sứ hứa rồi đấy. Các bạn có tự tin là mình đang ở trong sứ hứa rồi không? Sứ hứa ở trong thuộc thể là dân Israel á, là thì họ chiếm cái sứ hứa. Nhưng mà trong thuộc linh đó là những chương trình, những kế hoạch của Đức Chúa Trời bày tỏ trên đời sống của các bạn. Để các bạn từng bước một hoàn thành những cái chương trình đó. Chương trình, những kế hoạch đó. Rồi cái số 18 lúc nãy đó là dân Israel phải băng qua Jordan. Jordan là nói về cái sự đóng đinh xác thịt. Nó cái kinh nghiệm về đóng đinh xác thịt, chúng ta đóng đinh với Chúa. Chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng Đấng Christ sống cho chúng ta. Hay chúng ta sống trong xác thịt đó là chúng ta sống ở trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Đấng yêu chúng ta và phó chính mình cho chúng ta. Đó là kinh nghiệm đóng đinh. Rồi sau đó kinh doanh rồi đây. Bây giờ dân Israel vào sứ hứa, chiếm sứ hứa. Có nghĩa là gì ạ? Đánh chiếm tất cả những vua ở trong này. Nó có 31 cái các cái vị vua khác nhau. Đó là những cái vua của sự kiêu ngạo, những vua của những sự tự cao, sự tự tôn, những sự tham muốn ích kỷ, những cái lời cầu nguyện ích kỷ, rồi cái tôi ích kỷ, rất là nhiều, như là 31 vị vua này. Thì các bạn thấy rằng các bạn đã đang đánh chiếm xứ này chưa? Đang đánh chiếm cấp vua này chưa? Rồi cái điểm cuối cùng á, sau khi mà dân Israel đã đánh chiếm cái xứ Canaan này đó, là đánh chiếm đồn Sion, đánh chiếm Zion, Sion. Đây là cái bước cuối cùng. Và Sion là cái nơi mà David đã chỉ vì mà ngày hôm nay thì chúng ta biết là Sion hay là thành Sion hay là thành Jerusalem, đó là nơi mà dân Israel vẫn là thủ đô của Israel đó. Ngày xưa gọi là thành David đó các bạn. Thì đó là nơi mà sau này Chúa Giêsu ngày trở lại, ngày cũng sẽ trị vì ở tại Sion. Đó là cái điểm cuối cùng của Cơ Đốc nhân chúng ta đấy các bạn. Cho nên là nếu như các bạn sẽ cầu nguyện Chúa để chúng ta đang đi trên cái tiến trình lên Sion nhé. Amen. Sion là cái nơi cuối cùng, là nơi mà dân Israel đã đánh đồn lũy cuối cùng, có nghĩa là hạ mọi kẻ thù nghịch, không thỏa hiệp. Sẽ có rất nhiều những kẻ thù trong đời sống của chúng ta mà chúng ta muốn thỏa hiệp các bạn. Cho nên khi nào mà chúng ta sẽ đánh hết những cái kẻ thù trong đời sống của chúng ta, thù trong giặc ngoài, thì Chúa sẽ cho chúng ta có năng lực để chiếm được Sion, hay là có nghĩa là chúng ta sẽ đi lên Sion, hay còn nói cách khác là chúng ta sẽ càng ngày giờ trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và khi chúng ta cai trị được ở trong đời này thì chúng ta sẽ cùng cai trị với Chúa ở trong cõi đời đời. Nếu như chúng ta không có ra khỏi được xứ này, đồng vắng này, thì chúng ta không vào được xứ hứa đâu các bạn. Mà không vào được xứ hứa thì không bao giờ lên được Ai Cập, cần lên được Sion hết. Cho nên đây là một cái tiến trình mà chúng ta, các bạn chỉ thấy hôm nay đa số là các bạn pass hết cái đồng vắng này đúng không ạ? Điều đó rất là tốt, các bạn chuẩn bị sang xứ hứa. Có mấy bạn đã chuẩn bị đang sang xứ hứa, có mấy số bạn đang cần thời gian đúng. Có một cái kinh nghiệm đó là nếu như các bạn muốn đồng trị với Chúa thì các bạn không được thỏa hiệp ở tại xứ Canaan này, cần thời gian đúng, nhưng mà không được thỏa hiệp. Amen. Dân Israel họ đã thỏa hiệp, cho nên họ sống chung với kẻ thù nghịch, và chẳng bao lâu nữa thì kẻ thù nghịch đó đã gì ạ? Đã cai trị trên cả Israel trong 300 năm. Sau thời kỳ của Joshua là cái thời kỳ các con xét là 350 năm, là các bạn biết là dân Israel là bị kẻ thù nghịch cai trị trong cái xứ của mình đấy. Đúng không ạ? Đủ các loại dân Philippines, dân Madian cai trị ở trên đời sống của họ ở trong cái xứ hứa này. Cho nên rằng là các bạn thấy rằng là nếu chúng ta đang ở trong đang đánh chiếm ở trong xứ hứa thì chúng ta cần phải đừng có thỏa hiệp thì chúng ta mới có con đường lên Sion được.
Amen. Cho nên có một cái chúng ta sẽ định 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 dạng được là chúng ta đang ở cái giai đoạn nào trong cái tiến trình của mình để chúng ta biết là chúng ta sẽ đi tới như thế nào các bạn. Amen không ạ? Amen. Chúng ta sẽ thôi chúng ta sẽ cầu nguyện ở đây nhé. Các bạn sẽ tự trả lời giữa mình với Chúa và xem xét nhé. Amen. Hầu hết là các bạn pass rồi. Pass cái điểm này rồi, ok. Hầu hết các bạn pass rồi thì các bạn hãy các bạn sẽ xem là mình đang ở cái giai đoạn nào. Chúng ta xem mình đang ở giai đoạn nào. Để chúng ta không có dừng lại, chúng ta sẽ đi tới. Xin mời một bạn cầu nguyện cho cái bài học này. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây vì trễ quá. Nên chúng ta nói chuyện hơi nhiều. Mời Tâm đi, tôi có mỗi mình Tâm mở cam, tất cả các bạn tắt hết rồi. À, mọi người hiệp ý với em trong sự cầu nguyện. Cái này Chúa là cha nhân từ thương xót của chúng con cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ, vì sự ban cho và chăm sóc của Chúa ngay trên mỗi đời sống của chúng con cảm tạ Ngài vì buổi tối ngày hôm nay anh chị em chúng con cùng hiệp nhau lại, chúng con cùng thúc lệ, chúng con cũng học hỏi lẫn nhau, vì xin Chúa ngài cho chúng con tra xét chính tấm lòng của chúng con trong hành trình chúng con đang tiến đến đất hứa này. Lạy Chúa, những điều nào đang ngăn trở chúng con, những điều nào đang làm chi phối mỗi đời sống của chúng con, tâm trí chúng con, nguyện xin Chúa ngài loại bỏ. Lạy Chúa, chúng con biết rằng trong những lúc chúng con yếu đuối thì chính nguồn năng lực của Chúa ngài làm sức mạnh cho mỗi đời sống của chúng con. Nguyện lạy Chúa ngài luôn đầy dẫy trong tâm trí cũng như trong đời sống của chúng con, để chúng con có lời của ngài là gương của thánh linh, để chúng con có một đời sống đắc thắng. Nguyện xin Chúa ngài ở cùng trên hết thảy anh chị em của chúng con, ngài cho chúng con trong mọi công việc chúng con làm, trong mọi nơi chúng con ở thì chúng con luôn bày tỏ về danh của Chúa, và chúng con có một đời sống như Chúa ngài hướng dẫn và dạy dỗ trong mỗi chúng con, để chúng con bày tỏ chúng con là con cái của ngài. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn hết thảy cho anh chị em chúng con, ngài thêm sức cũng như lời của Chúa và thánh linh của Chúa ngài đồng hành trên mỗi nơi chúng con ở và mọi việc chúng con làm. Xin Chúa ngài hướng dẫn con, cảm tạ cha. Lạy Chúa, trong một đêm ngủ nghỉ, xin Chúa ngài ban cho chúng con giấc nghỉ ngơi bình an, và lạy Chúa ngài sẽ phục hồi sức mới cũng như năng lực của ngài cho mọi chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hàng bài tắt mic rồi. Cảm ơn chị Hằng. Chúng ta mở cam lên, chúng ta sẽ chào mọi người, sau đó chúng ta sẽ đi. Hôm nay hãy suy nghĩ xem chặng đường của mình đang chúng ta đang đến đâu rồi nhé, các bạn thân mến nhé. Chúng ta không được dừng lại đâu, chúng ta dừng lại là chúng ta sẽ chết ở trong đồng vắng đấy. Phải đi tới Siôn. Amen. Amen không ạ? Chúng ta dừng lại là chúng ta thỏa mãn là chúng ta sẽ chết ở trong đồng vắng, nên chúng ta phải đi tới Siôn, hoặc là chúng ta chết ngay ở trong xứ hứa luôn đấy. Tại vì dân Israel đã bị đàn áp ngay ở trong cái xứ của họ, bởi vì họ không chịu đánh kẻ thù mạo hiểm, cho nên chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ân điển để chúng ta đi tới nhá. Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ về bài học này, xin Chúa ban phước cho các bạn. Amen. Khi mà thầy có hình như có quá mệt hay sao? Amen. God bless you. Chúng ta đi ngủ nhá. Chúc mọi người nha. Chúc ban phước cho mọi người. Ban phước cho các bạn. Chúc mọi người ngủ ngon. Tuấn có cái hình avatar đẹp vậy? Ảnh trên mạng đấy chị ạ. Đẹp á. Ảnh em đấy nhưng mà ở đâu vậy? Đà Lạt à? Sapa chị ạ. Bye bye. Gần khi lên ông Vũ đâu rồi? Thành viên sao ngủ về gần đấy sao mà chưa thấy bye bye ra cả Lộc nữa, chắc Lộc ao ra nói chuyện với bạn gái rồi.